Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ hai cũng chính là tập cuối Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau đây, chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận Cũng như đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn Tập cuối Cả ngày hôm nay anh ở nhà giải quyết công việc Trong lúc nhà y tìm thông tin, thấy công ty anh thực lớn mạnh Mặc dù nghe đồn Chủ của nó tài giỏi đẹp trai Nhưng khi đọc được anh nhậm chức tổng giám đốc Khi mà vô cùng trẻ tuổi Thì cô bái phục anh Thế mà trong vòng mấy năm Anh có thể vươn ra ngoài thế giới Đứng top 5 công ty nổi tiếng Đứng top đầu công ty nổi tiếng nhất trong nước Thần ngồi trong phòng làm việc Nghe điện thoại của trợ lý cao Giải quyết thế nào rồi Thưa Boss, tập đoàn Dương Thị đã được thu mua Còn tên đại thiếu gia Dương Vinh Khắc cũng bị chúng tôi dạy cho bài học Ừ, rất tốt. Tháng này cậu được tăng lương. Dạ, cảm ơn giám đốc ạ. À. Thần cúp máy nở nụ cười nguy hiểm. Dám động vào người của thần, các người không yên với tôi đâu. Nhà y trong lúc tìm hiểu công ty anh, vô tình thấy công ty Dương Thị bị tập đoàn của thần thu mua. Chỉ trong chớp mắt, vừa mới tối qua, sáng nay Dương Thị bị trắng tay. Công ty đó chuyên đầu tư bất động sản, sản xuất các loại đá quý có chút danh tiếng trong giới kinh doanh. Vậy mà trong nháy mắt bị Hàn Thị thu mua thì phải nói thần đáng sợ đến mức nào. Anh ra tay độc ác tàn nhẫn, những việc anh nói ra chắc chắn sẽ làm được. Nhà họ Dương lúc này, thằng nghịch tử, mày động ai không động, mày đi động vào Hàn cung thần, mày chán sống à? Dương Vinh Khắc quỳ xuống nghe ông Dương Trí giáo huấn. Trợ lý của ông Chí chạy đến thông báo, thưa chủ tịch, Công ty chúng ta lâm vào tình trạng phá sản Do bên Hàn Thị làm ạ à. Cái gì Ông Chí bị sốc lê cơn đau tim Khi ông nghe công ty mình xây dựng nhiều năm bị phá sản Tất cả sự nghiệp của ông mất hết Chỉ vì cái thằng con nghịch tử này Bà, bà bị làm sao không ba Mày Chỉ vì mày Bao công sức của tao đổ sông đổ biển Bây giờ mày đi cầu xin Hàn Cung Thần Nếu công ty bị thu mua và phá sản Gia đình của chúng ta có mà ra đường mà ở nhưng, nhưng ba Đi ngay cho tao Tại biệt thự của Hàn Cung Thần Dương Vinh Khắc đứng ở ngoài Cầu xin bảo vệ cho mình và gặp anh ta Cậu chờ tôi chút Tôi thông báo cho thiếu gia đã Bảo vệ đi lên thư phòng thông báo Thiếu gia bên ngoài có người tên Dương Vinh Khắc muốn gặp cậu Không ngờ đến sớm thế nhỉ Cho anh ta vào Vừa bước vào cửa Khắc hạ mình cúi đầu Hàn thiếu gia làm, làm ơn bỏ qua cho chúng tôi Tôi hứa không bao giờ làm chuyện như vậy Mong ngài rộng lượng bỏ qua sai lầm của tôi Hẳn chấp tay van xin Nhưng anh thì không hề có chút nương tay Giáo nói vợ tao là bạn gái mày Xem ra mày chán sống à Không phải sự thực Tôi không biết cô gái đó là vợ ngài Nếu cô ấy không phải vợ tao Mày sẽ cưỡng hiếp cô ấy à Tôi tôi thực sự biết lỗi Cầu xin ngài bỏ qua Ba tôi nghe tin bị phá sản Bây giờ đang ở cơn đau tim chuyện đó liên quan gì đến tao đâu nếu bây giờ mày chặt một cánh tay của mình đi tao xem xét cho công ty cha mày một cơ hội vực lên còn không chờ mất trắng đi khắc run sợ khi anh ta máu lạnh vô tình đích thân mình đã cầu xin rồi thế mà anh ta không nương tay tôi thế nào tao cho mày một phút suy nghĩ một phút sau thế nào chọn cái nào đây anh ta không trả lời mà thần mất kiên nhẫn gọi bảo vệ Lôi tên này ra ngoài cho tôi Bảo vệ vừa kéo hắn ra ngoài Hắn hét lên Làm ơn tha cho tôi đi mà Dương vì khắc bây giờ nhìn rất thê thảm Vừa hôm qua tỏ vẻ kiêu ngạo Bây giờ trông như tên quèn Quỳ gối xuống cầu xin mà không được Khắc rời đi thì điện thoại vang lên Alo có chuyện gì Thiếu ra Lão ra đau tim lâm vào cơn nguy kịch Cậu đến bệnh viện nhanh đi Cái gì Được rồi tôi đến liền đây Khắc lái xe đến bệnh viện trên đường đi anh ta ghi nhớ thủ này trong lòng cứ chờ đấy hàn cung thần mày đối xử với tao như vậy đừng trách tao ra tay độc ác với người phụ nữ của mày chính mày làm tao lâm vào con đường cùng như ngày hôm nay mày đợi đấy rồi có một ngày tao trả đủ cả vốn lẫn lời cho mày ngày hôm nay ngày đầu tiên nhà y đi làm cô dậy chuẩn bị từ sớm vì không biết đến công ty mình làm công việc gì nên cô tìm hiểu từ trước Bước xuống nhà Thấy thần ngồi ghế sofa đang xem báo Còn cô chạy xuống nhà ăn sắp xếp bữa sáng Trong lúc cô tò mò Không biết công việc của mình là gì bèn hỏi anh Tí tôi đến làm công việc gì thế Thư ký tổng giám đốc Hả thư ký Đúng cô ý kiến gì đây Không tôi chỉ là tốt nghiệp hình thiết kế Tôi không học kinh tế Sao tôi làm nổi nhỉ Tôi chỉ sợ gây phiền phức cho anh ấy Không biết Thì có cao kỳ chỉ cho cô Ồ, cô tiếp tục ăn nốt phần còn lại. Đến giờ đi làm, cô bước ra khỏi nhà. Anh thấy cô đi thì hỏi, "Cô đi đâu đấy?" "Tôi đi làm chứ đi đâu? Từ đây đến công ty mất 30 phút. Bây giờ mà không đi thì đến muộn. Tôi không muốn ngay ngày đầu đã đi trễ đâu." "Cô cùng tôi đến công ty, không cần phải đi riêng." "Không được, tôi mà đi cùng anh, mọi người hiểu lầm thì sao?" Thần bó tay với IQ của cô ngốc này. "Chả nhẽ mọi người trong công ty không biết cô là vợ tôi à?" Cần gì phải hiểu lầm Cô đứng đơ ra suy nghĩ Thì anh lôi cô lên xe rồi đến công ty Khi bước xuống xe Cô công nhận thực sự công ty anh rất lớn Không hổ danh một trong những tập đoàn nổi tiếng của thế giới Cô đi theo sau anh vào trong Ánh mắt mọi người hướng phía mình bàn tán Này cô xem Kia không phải thiếu phu nhân tổng giám đốc à Ui xinh đẹp thật đấy Ừ trông dễ thương đáng yêu nhở Cứ như kiểu tiểu thiên thần ấy. Trông hai người họ đẹp đôi thật Boss mình lạnh lùng thế mà có cô vợ đáng yêu Chắc được cưng chiều lắm đấy Tôi đây thực sự ghen tị Đi đến đâu những lời bàn tán của mọi người Chủ yếu là khen cô và anh đẹp đôi Cô bước vào thang máy Cùng anh lên tầng cao nhất dành riêng cho tổng giám đốc Trên này được bố trí bài vẽ rất đẹp Chỉ có mấy người như trợ lý cao và thư ký nữ Và anh nay có thêm cô là bốn người Bên trong phòng làm việc của anh rộng hơn cả ngoài kia Nhìn như một căn hộ thu nhỏ Cái gì cũng có Chỉ thiếu một căn bếp nữa Phong cách trang trí rất bắt mắt Toàn dùng món đồ đắt tiền nhất để thiết kế Trong căn phòng này nhìn đâu cũng toát ra mùi tiền Đến cái ấm trà cũng là phiên bản giới hạn mới chịu Khi cô ngắm xung quanh xong Thần giao cô cho Cao Kỳ Giới thiệu sơ lược về công ty cho cô Cậu đưa cô ấy đi xem nơi khác đi Dạ vâng ạ Nói xong anh bước vào phòng làm việc Giao cô cho trợ lý Cao Thiếu phu nhân đi theo tôi Bây giờ chúng ta đều đồng nghiệp rồi Đừng có xưng hô với tôi như thế Cứ gọi tôi là nhà y Trợ lý cao gật đầu Bắt đầu giới thiệu cho cô những tầng ở công ty Mỗi tầng là một công việc khác nhau Tầng 22 làm về tài chính Tầng 13 thương mại 14 làm về marketing Tầng 15 làm về pháp chế Tầng cao nhất 54 CEO tổng giám đốc Người nắm giữ toàn bộ mọi điều hành của công ty Bên trái kia nơi diễn ra các cuộc họp Cô nhớ hết chưa? À, cảm ơn anh, tôi nhớ rõ rồi. Không có gì đâu, đây là nhiệm vụ của tôi. Giới thiệu với cô, đây là Linda, thư ký tổng giám đốc. Chào cô, tôi là Linda. Vâng ạ, à, tôi là nhà y. Cả hai bắt tay nhau làm quen. Làm quen xong rồi, cô vào phòng boss, ngài giao công việc cho cô. Hả? Tôi nghe lộn không? Không phải vừa rồi anh ta kêu tôi đi theo anh. Sao bây giờ lại... Đúng thế, tôi là người phụ trách đưa cô đi tìm hiểu thêm ở đây Còn công việc thì vẫn là giám đốc giao cho cô Cô vào nhận công việc mới đi Tôi có việc cần xử lý Chúc cô may mắn nhé Này, này Lì đà đứng bên cạnh gật đầu Và nhìn nhà y rồi chúc cô Chúc cô may mắn Nhà y thở dài Ngày đầu đi làm nhìn mặt ông chủ nhiều quá Cô áp lực sợ không làm nổi Cô đẩy cửa đi vào Thấy anh ta chăm chú đọc cái gì đó Thì liền đến gần Mấy hôm nay tôi làm gì thưa giám đốc Thần nhìn cô đưa một sấp tài liệu cô đi sắp xếp chỗ tài liệu này rồi ghim chúng lại với nhau dạ vâng ạ nói xong cô quay người bước đi nhưng chưa biết chỗ làm việc của mình ở đâu liền hỏi anh chỗ làm việc của tôi ở đâu thế thần chỉ tay sang cái bàn phía bên cạnh bên kia là chỗ làm việc của cô ôi trời đất chả nhẽ mình phải làm việc chung phòng với cái tên này mình không muốn thế đâu tôi ra bên ngoài làm việc được không nếu có gì không biết tôi có thể hỏi mọi người mà như vậy cũng không phiền đến anh Thần từ chối Tất nhiên là không Vì không được ra ngoài làm việc cùng mọi người Nên cô lầm bầm Làm việc với tên ác ma như anh Tôi sợ mình bị trầm cảm phải nhập viện mất Anh nghe cô lầm bầm gì đó Hình như nói xấu mình Cô nói cái gì đấy Tôi nghe hình như cô nói xấu tôi à Cô lắc đầu xua tay Làm gì có Tôi khen chỗ làm việc này quá là thoải mái đi mất Cô không nói chuyện được với cái tên này Khi lúc nào cũng trả lời cụt lủn ngắn gọn cô hậm hực bước đến bàn làm việc của mình sắp xếp tài liệu phải nói là làm việc cùng anh nhàm chán lắm cô làm xong công việc anh giao thì tới đưa lại cho anh tôi làm xong rồi anh xem chỗ nào chưa đúng không thân mở ra xem rồi khen một câu ừ rất tốt đấy cái gì rất tốt sắp xếp thế này đến đứa trẻ con cũng làm được cơ mà thế tôi cần làm gì tiếp theo cô pha cho tôi ly cà phê cô đi pha cà phê cho anh ra đến ngoài, tên Linda và Cao Kỳ rất chăm chú làm việc. Cô bước ra, họ cũng chỉ nhìn theo và cười rồi tiếp tục làm việc. Pha cà phê xong, cô đem đến cho anh. Cà phê của anh này. Thần nhấp một ngụm rồi đặt xuống. Cái này ngọt quá, pha lại đi. Cô cầm lên rồi đi pha lại. Đáng quá, pha lại đi. Tôi không thích sữa, pha lại, pha lại. Nguội rồi. Cái này nóng quá, cô muốn... Thần chưa kịp nói xong Nhà y điên lắm rồi đấy Sao anh ta cứ thích khi dễ mình thế nhỉ Anh thôi đi Nóng thì để nguội mà uống Tôi đến đây đi làm Chứ không phải làm ô xin của anh đâu Này 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 Cô to tiếng với ai đấy Đây là công việc của cô Tôi làm thư ký cho anh Chứ có phải làm mấy cái chuyện vặt vãnh này đâu Mọi người ngoài kia thì miệt mài làm việc Còn tôi thì rảnh rỗi Thần vứt cho cô bản tài liệu Đi làm lại bản báo cáo này đi Tôi muốn hai ngày phải hoàn thành Nếu không thì trừ lương Việc nhẹ không muốn Thích thì muốn việc nặng à Cô không nói gì cầm tài liệu ra làm báo cáo Cái này quả thực khó Anh bắt cô phải hoàn thành trong hai ngày á Ôi trời đất ạ à. Báo cáo liên quan kinh tế Mà lại là lĩnh vực kinh doanh Cô thì học chuyên ngành thiết kế Thì làm báo cáo kiểu gì Đọc đi đọc lại Thấy vẫn không hiểu Cô quyết định hỏi Linda Linda Cô chỉ cho tôi cái này làm thế nào được không linda nhận lấy rồi ra xem liên quan đến cả lĩnh vực thương mại cái này cô hỏi trợ lý cao ấy anh ta biết sâu rộng hơn tôi linda đưa sắp tài liệu cho cô được rồi được rồi nhà y đến chỗ trợ lý cao trợ lý cao anh rảnh không có thể chỉ cho tôi chỗ này được không tôi không hiểu cho lắm ấy giám đốc kêu cô làm à cô ỉu xìu gật đầu cao kỳ hướng dẫn cho cô còn cô thì chăm chú lắng nghe thần ngẩng đầu lên không thấy nhà y đâu nhìn ra bên ngoài thấy cô với trợ lý cao ngồi gần sát vào nhau vì phòng anh có thể nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài thì không thể nhìn vào bên trong anh tức giận gọi điện cho cao kỳ cao kỳ đang giải cho cô thì nghe tiếng điện thoại liền nhấc máy alo giám đốc có chuyện gì ạ à? tháng này cậu trừ lương ơ ờ, tôi chưa kịp nói gì thần đã ngắt máy trước trợ lý cao không biết mình làm sai việc gì sao lại bị trừ lương trong đầu anh nghĩ Chả nhẽ mình giảng bài cho thiếu phu nhân Nên tổng giám đốc ghen à Chắc chắn là như thế rồi Cao Kỳ giải thích cho nhà y một nửa liền thôi Có chuyện gì thế? Anh có chuyện gì gấp à? À không không, tại phần này tôi không am hiểu mấy Tôi không giải thích tiếp cho cô được Mấy cái này bố dành lắm, cô hỏi ngài ấy nhé Nhưng tôi nghe nói anh tốt nghiệp trường đại học có tiếng kinh tế mà Cao Kỳ bó tay về cô Chả nhẽ cô muốn mình tháng son mì gói mà sống qua ngày Bên trong kia có con sư tử muốn ăn tươi nuốt sống mình Thế này mà cô không biết gì ư Trời ơi sao số tôi nó khổ thế này rồi Cao Kỳ gượng cười À thực ra tôi không chuyên sâu lắm ý Cô cứ đi hỏi giám đốc Ngài ấy giải thích cho cô hết Tôi bây giờ bận rồi phải hoàn thành lại báo cáo này Trong ngày hôm nay tôi phải nộp cho sếp rồi Nhạy ý không biết hỏi ai được Bản báo cáo này có thời hạn 2 ngày Nó quá khó với người mới như cô Cô quyết định đi vào hỏi thần Thấy cô bước vào Anh lại giả vờ cặm cụi làm việc Nhà y tiến lại gần muốn nhờ anh giúp um, Anh có rảnh không? Tôi muốn nhờ... Chưa kịp nói hết câu Thần từ chối thẳng thừng Không Gì vậy trời? Chưa kịp nhờ gì Thế mà anh ta trả lời đúng là khó ưa thật Thế à? Nhà y đi lại bàn Gục đầu làm việc uể oải Cô định khi nào anh làm xong việc Thì mới nhờ giúp mình Vậy mà nhà y gục xuống bàn nghỉ ngơi một lát Rồi cô tiếp đi đến tận trưa Đến lúc anh gọi cô dậy Cô lơ mơ tỉnh dậy Nhà y, cô dậy đi Trưa rồi đây không định ăn cơm à Hả, trưa rồi á Ừ, ra đây ăn đi rồi ngủ tiếp Cô chạy ra ghế ngồi xuống Và ăn cơm cùng anh Thấy anh không còn chuyện gì thì cô mới hỏi Anh làm xong việc rồi à Ừ Cô chạy lại bàn lấy tập tài liệu dở ra Muốn anh chỉ cho mình anh chỉ cho tôi những chỗ trên tài liệu này được không Tôi cũng không hiểu cho lắm ý Thấy cô ăn có một tí Anh bèn nói Ăn hết chỗ kia tôi chỉ cho cô Nhưng tôi ăn no thực sự không ăn nổi nữa Dì mà ăn mấy miếng đã no Cô không ăn hết Tôi không nói cho cô Thôi được rồi Khi nào ăn xong anh nhớ chỉ cho tôi đấy Thần gật đầu tiếp tục ăn với tốc độ như rùa bò của cô Thì mãi mới hết bát cơm Tôi ăn xong rồi anh bây giờ có thể chỉ cho tôi nghe được chưa? Đợi khi nào ngủ dậy tôi hướng dẫn cho cô Nhà y tức giận Anh không phải vừa nãy bảo tôi ăn hết Thì giảng cho tôi à? Tóm lại cô ăn chậm như thế Tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ ngơi Nói xong anh vác cô đến căn phòng riêng của mình Đặt cô xuống giường Sau đó ôm cô trong lòng nhắm mắt Nhìn cô không ngoan ngoãn khi mồm cứ như tép nhảy Anh làm gì thế tôi không buồn ngủ Thật ra tôi mà anh ôm tôi làm cái gì Anh Ý miệng đi Cô nói nữa tôi hôn nát môi cô đấy Nhà y nghe vậy mí môi ngoan ngoãn như là một chú cún con Khi thấy cô nằm yên không phản kháng Anh nhẹ giọng lại Ngủ đi Tí nữa dậy tôi giảng cho cô Hứa rồi đấy nhá Đừng có nuốt lời đấy Thần gật đầu rồi nhắm mắt ngủ Còn cô được anh ôm cũng chìm luôn vào giấc ngủ Hai người cứ thế đến tận 2 giờ chiều mới dậy Cô thấy thần say giấc nồng Mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng của anh Đẹp trai thế này Tính cách thì xấu kinh khủng khiếp Cô lẻ lưỡi chê bai Bất ngờ anh mở mắt thấy cô đang làm trò Cô nói cái gì cơ Cô giật mình Anh 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 tỉnh khi nào thế Tôi có nói cái gì đâu Từ khi cô nói xấu tôi là tôi tỉnh Anh lật người chống hai tay lên cạnh vai cô Mặt đối mặt rồi hôn chụt vào môi cô Cô đỏ mặt đẩy anh ra Làm cái gì thế hả Nụ hôn hôm nay Cả hai vệ sinh cá nhân xong như đã hứa Anh sẽ giải cho cô nghe về tài liệu Phải công nhận anh nói dễ hiểu đi Cô nghe câu nào liền hiểu luôn Chứ không cần phải hỏi lại Mà anh giảng hay hơn cả cao kỳ Đó là người đứng đầu tập đoàn lớn có khác Cái gì cũng hoàn hảo Muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc Nhưng mà cái tính cách này sửa được thì tốt nhỉ Nghe anh nói xong Lúc này cô dọn tài liệu đến bàn làm việc Cảm ơn anh nhé Chưa đi được nửa bước Anh kéo cô lại ngồi trên đùi mình anh ghé sát tai cô Thở ra mùi hương nam tính Chỉ cảm ơn thôi à Cô đỏ mặt đẩy anh Nhưng anh càng siết chặt hơn Anh làm gì thế Trong giờ làm việc thả tôi ra Mọi người nhìn vào thì thấy sao Thần úp mặt vào hõm cổ cô Cô là vợ tôi Những hành động thế này cũng là bình thường thôi mà Mà cô sợ người khác thấy rồi hiểu lầm á Không Không phải tại anh kéo tôi ngồi thế này Không được thoải mái cho lắm nên anh có thể thả tôi ra rồi nói được không thần ngang ngược từ chối tất nhiên là không thanh muốn tôi làm gì thì mới thả tôi ra anh bá đạo yêu cầu hôn tôi hả không phải vừa nãy trong kia hôn rồi à vừa nãy tôi hôn bây giờ tôi muốn cô chủ động hôn tôi cô chần chừ dù sao chỉ là hôn có gì đâu mà xấu hổ đúng không anh đặt cô ngồi trên đùi mình Đánh ánh mắt thì hướng lên mặt cô có chút đỏ Hai má thì phụ phịu tỏ vẻ uất ức Nhìn cô bây giờ đúng là đáng yêu thật sự Anh, anh nhắm mắt lại đi Để làm gì? Thì cứ nhắm mắt lại đi Tốt nhất cô đừng có dở trò đấy Nói xong thân liền nhắm mắt lại Cô cúi xuống chạm vào môi anh một cái Vừa định dứt ra Nhưng anh nhanh tay giữ sau gáy cô rồi kéo lại Cứ thế hai người dây dưa Cô đấm đấm vào ngực anh Nhưng anh không chịu buông cho cô trong lúc cô và anh quân lấy nhau cao kỳ xông vào tổng giám đốc à tôi tôi mang ấy chết tôi không thấy gì cả hai người cứ tiếp tục đi cô chạy ra ngoài đóng cửa lại lúc này thần chịu buông tha cho đôi môi bị anh hôn để sưng cả lên nhà y thở hổn hển thả tôi xuống được chưa tôi cần phải làm việc anh bỏ tay qua khỏi eo cô rồi thả cô xuống cô nhặt đống tài liệu rồi chạy phía bàn làm việc Từng hành động của cô từ ngượng ngùng đến lúng túng trông rất dễ thương và có chút buồn cười. Một lúc sau, trợ lý cao nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Thưa giám đốc, đây là tài liệu anh cần. Ừ, nếu không có gì tôi đi ra ngoài trước đây. Tháng này cậu tăng ca hết cho tôi. Hả, giám đốc à, tôi... Sao? Hay muốn sang châu Phi tôi cho cậu chọn. Cao Kỳ vui vẻ cười cười nhận lời Nhưng thực ra trong lòng đang gào thét giờ không tôi tăng ca Giờ này tôi rảnh tăng ca thêm một chút cũng được ra đến cửa phòng linda thấy sắc mặt kỳ có chút không tốt trợ lý cao làm sao thế không phải vừa rồi vui vẻ lắm à sao bây giờ tâm trạng thế kia nhỉ cô đừng nói nữa tại tôi phá hỏng chuyện tốt của giám đốc ngài suýt nữa cho tôi đi châu phi đấy hả anh làm cái gì mà giám đốc tức giận như thế tại tôi vào phòng giám đốc không gõ cửa tôi xông vào rồi thấy cảnh không nên thấy liền bị như vậy nhưng mà không phải đi châu Phi thì tôi phải tăng ca trong suốt một tháng. Tôi chưa có vợ con gì, tôi làm nhiều thế ai dám lấy tôi. Trời đất ơi, chắc không có thời gian mà hẹn hò. Linda vỗ vỗ vài anh. Đáng đời anh, vợ người ta ngồi trong kia, thế mà vào không gõ cửa. Thôi, tôi chúc anh may mắn. Cao Kỳ đã buồn rồi, lại cộng thêm việc Linda khịa anh làm anh tức giận kêu. Cô có biết an ủi người khác không đấy, đúng là người phụ nữ vô tình hai mươi mấy tuổi rồi chưa có mối tình nào cô còn thảm hơn cả tôi đấy lên vẫy tay bỏ đi trong suốt hai ngày cặm cụi cuối cùng cô hoàn thành xong công việc công việc anh sao tôi làm xong rồi đấy anh xem đi này thần nhận lấy và mở ra xem ừm rất tốt nhà y được khen thì vô cùng vui sướng và tự đắc đương nhiên rồi tôi là ai chứ xong việc anh sao cô hỏi anh xem có việc gì nữa không thế bây giờ tôi làm gì tôi đau vai quá, cô massage cho tôi. Nhà y thấy thần đúng là có chút mệt mỏi, liền chạy đến xoa xoa thái dương và bóp vai cho anh. Đang bóp vai, anh cầm tay cô kéo về phía trước rồi đặt ngồi cạnh mình. Không phải anh mệt à, tôi xoa bóp cho anh. Không mệt nữa, ngồi đây ôm tôi một lúc đi. Nhà y cứ thế để cho anh ôm mình, cô thực cảm thấy anh rất tài giỏi. Một người còn trẻ như thế điều hành cả tập đoàn lớn là điều không dễ dàng đâu. Ôm một lúc thần buông cô ra, cô đứng phát dậy để tôi pha trà cho anh như thế giúp đỡ mệt mỏi và căng thẳng đấy ừ được rồi quả thực từ lúc uống tách trà cô pha tinh thần anh cũng thoải mái hơn rất nhiều tí nữa có cuộc họp cô chuẩn bị tài liệu cho tôi nhé ok lần đầu tiên cô được tham dự cuộc họp thực sự mà nói cô thấy không khí nó áp lực kinh khủng khiếp từng giám đốc bộ phận trình bày ý kiến riêng của mình thế mà chán họ toát đầy cả mồ hôi chỉ sợ hàn cung thần trách mắng vì từ nãy đến giờ chưa người nào làm anh hài lòng Các người làm lại hết cho tôi Có mỗi một việc như thế thôi mà làm không được Thế thì từ trước đi Mọi người im lặng không dám thở mạnh Vì bị khí thế của anh làm cho run sợ Tan họp ai nấy như thở vào một hơi Lần nào cũng vậy Cứ như bà trong phòng họp Y như rằng con cá đang trên thớt Họp xong thần đưa cô đến nhà hàng Hình như đây lần đầu tiên anh đưa cô đi ăn thì phải Cô ăn gì thì gọi đi. Cô cầm menu trên tay xem một lượt. Cho tôi phần mì ý, một phần bít stick với cả ly nước cam, cảm ơn. Nhân viên hỏi anh, vậy anh dùng gì ạ? À? Cho tôi một phần giống cô ấy. Dạ, phiền hai người đợi chút ạ. À? Sau khi dùng bữa, cả hai cùng về nhà. Vì ngày mai chủ nhật, nhà y muốn xin anh cho mình đi ra ngoài chơi. Ngày mai chủ nhật rồi, tôi ra ngoài với ly một chút được không? Không được. Sao lại không được? Rồi ra mai cũng được nghỉ con gì? Không được là không được, đừng có đòi hỏi nhiều Vì biết anh nói vậy Cô năn nghỉ thế nào cũng không cho mình đi Nên cô uể oải đi lên phòng Với vẻ mặt ỉu xìu Vậy là cả ngày hôm nay cô đều ở nhà Cặp đôi Ly và Thành Vẫn đang trong giai đoạn hẹn hò Mỗi buổi Ly đến công ty của Thành Thành này Cô chạy nhào vào lòng anh xem ở đây Nhớ anh chứ sao, ăn gì chưa, chúng ta cùng đi ăn Vậy đợi anh chút nhé, anh giải quyết nốt chỗ việc này đã Lê ngoan ngoãn ra ghế ngồi đợi anh Cô nhìn anh chăm chú Mắt chớp chớp thi thoảng mỉm cười Cô chống tay vào cằm tự hào Về người bạn trai của mình Trông anh ấy làm việc đẹp trai thật đấy Thành nhìn thấy cô vậy mà hỏi Anh đẹp trai không Cô cứ thế bất giác trả lời Đẹp ạ Đẹp hơn tên họ vĩ kia chứ Ừ đẹp hơn Muốn ăn anh không Muốn Khi cô trả lời xong thì đơ cả người À mà khoan Dừng lại tầm 3 giây anh nói cái gì cơ Cô ngại ngùng lấy tay che mặt Đồ xấu tính nha anh Thanh miệng nở nụ cười Đứng dậy lấy áo vest tiến lại chỗ cô Đi thôi em muốn ăn gì nào Em á à, Ăn món gì cũng được Hai người cầm tay nhau đi xuống sảnh Biết bao ánh mắt ghen tị đang nhìn bọn họ Bố chúng ta bao năm độc thân Cuối cùng có bạn gái kìa Các cô thấy không Từ khi giám đốc có bạn gái Tâm trạng thay đổi không còn lạnh lùng và bá đạo như trước nữa Đến nhà hàng Thành vừa bước vào thì có mấy người phụ nữ bàn tán Úi dồi ôi, các cậu nhìn kia Anh chàng kia kìa cuốn hút chưa Ly nghe thấy chạy đến ôm rồi khoác tay anh Tiếc quá có bạn gái rồi các bà Anh nhìn hành động của cô thì khó hiểu Sao thế không phải vừa nãy còn vui vẻ à Cô bĩu môi không phải tại anh à Anh làm gì Tại anh đi đến đâu cũng có phụ nữ để ý Thành dỗ dành cô Không phải bây giờ anh là của em rồi Sao đi ghen với người khác có phải em đói à? trong lúc này điện thoại nhà y kêu lên là số lạ gọi. xin hỏi ai thế? đầu dây bên kia dòng một người đàn ông. có phải cô là bạn của Thanh Ly không? đúng thế, có chuyện gì vậy? cô ấy bị đụng xe, hiện ở bệnh viện, cô đến mau đi nhá. cô không suy nghĩ gì nhiều chạy thẳng tới bệnh viện. cô gọi cho Ly nhưng không nghe máy. cô cũng tin rằng người kia nói là sự thật. Đi đến cửa Có người đánh ngất cô từ đằng sau Rồi đưa vào ô tô Tôi làm theo lời anh dặn Bây giờ làm gì nữa Đưa cô ta đến một khách sạn Chụp ảnh khỏa thân Xong việc cậu sẽ nhận được tiền Cấm không được động với sợi tóc của cô ta Tôi mà biết cậu dở trò Đừng hòng nhận được một xu nào nghe chưa Được tôi biết rồi Nói xong, anh ta đưa nhà y đến khách sạn Rồi thuê căn phòng đưa cô vào trong Bắt đầu lột chiếc áo sơ mi Để hồi xương quay xanh và chụp vài tấm hình Tiếc quá Người đẹp thế này mà không được thưởng thức Xong việc Anh ta gửi mấy bức hình cho tên cầm đầu kia Không ai khác chính là Dương Vinh Khắc Dương Vinh Khắc nhìn vào màn hình điện thoại Thì hắn ta gửi những tấm hình rất gợi cảm Hắn ta nhếch mép Chắc mày không ngờ người phụ nữ của mày Bị ta chụp mấy tấm hình thế này Thật là mê người Tên khắc lập tức gửi những hình này cho thần không biết biểu cảm của mẹ ra sao Khi vợ đi ngoại tình với tên khác nhỉ Hấp dẫn rồi đây Tin nhắn gửi đến Thân mở điện thoại lên xem Anh thấy vợ mình và người đàn ông khác Quần áo không chỉnh tề nằm trên một chiếc giường Mặt anh bỗng chốc xuất hiện sự tức giận Anh cầm áo vest đi nhanh ra xe là đến khách sạn Khi mở cửa bước vào Thấy một mình cô nằm đó Anh điên cuồng lật tung chăn lên tức giận gọi cô Nhã y, cô làm cái gì? Cô dậy ngay cho tôi Cô lờ mờ thấy đằng sau gái đau quá Cô không hiểu có chuyện gì cả Sao sao tôi lại ở đây Cô giả vờ thanh cao gì nữa Nhà y không hiểu sao mình ở đây Không phải vừa nãy cô ở bệnh viện à Tôi không hiểu anh nói gì Vừa nãy em ở bệnh viện mà Thần tức giận ném điện thoại đưa cho cô xem Nhà y mở lên Thấy mình và người đàn ông khác quần áo không được hẳn hoi Cô hốt hoảng giải thích Tôi... tôi không biết tại sao tôi lại ở đây Chắc tôi bị người khác tính kế rồi, anh tin tôi được không? Tôi thực sự không làm chuyện gì có lỗi cả." Cô vừa khóc vừa cầu xin anh tha thứ, nhưng thần không tin tưởng cô, vẻ mặt đầy ý muốn bóp chết cô luôn. "Chứng cứ rành rành ra đây, cô bảo tôi tin cô kiểu gì? Đúng là cái loại đàn bà ti tiện." Nói xong anh vùng vằng rời khỏi khách sạn, bỏ mặc cô một mình. Điện thoại cô kêu lên là ly gọi. "Alo, nhà y à? Có việc gì gọi cho mình nhiều thế?" Ly, cậu không sao chứ Tôi có sao đâu, tôi đang đi chơi cùng với anh Thành Không để ý điện thoại mà có việc gì vậy Không, không có gì đâu, tớ cúp máy đây Bây giờ nhà y mới biết mình bị người khác tính kế Cô chỉnh trang quần áo rồi quay về nhà Cô muốn giải thích cho anh biết mình không bị người ta làm gì cả Bởi vì cô cảm nhận rõ điều đó Đợi gần 11 giờ đêm không thấy anh về Cô cố, cố chờ anh thêm chút nữa Hơn 12 giờ anh mới về trong trạng thái say mềm Thần không đi về một mình Bên cạnh là người phụ nữ ăn mặc hở hang Cô chạy đến đỡ lấy anh Anh uống gì mà nhiều thế để tôi đỡ anh Thần hất tay nhà y làm cô ngã ra sàn. Cô tránh ra Đừng có động vào người tôi thật kinh tởm Người phụ nữ đi bên cạnh anh Vì thế được đà lên tiếng Cô nghe thấy chưa Thần có tôi là đủ rồi Cô chỉ là thiếu phu nhân tạm thời thôi Anh bây giờ không có chút lý trí nào Mắt thì mập mờ nhìn ả kia thành nhà y liền hôn cô ta trước mặt nhà y Cô thấy vậy liền bỏ đi lên lầu và khóc Tại sao lại không tin tôi Tôi thực không có bị người khác làm nhục Em không thèm nghe tôi giải thích à Từ hôm đấy trở đi Thần không thèm quan tâm đến cô Để nỗi đi làm bây giờ Cũng tự mình bắt xe buýt cô đi Thì thoảng anh dẫn người phụ nữ khác vào phòng làm việc Rồi làm cái chuyện đó trước mặt cô Mà không cảm thấy xấu hổ Cô nhiều lần muốn tìm cơ hội giải thích thì anh cảm thấy ghét cô hơn và không muốn nghe bất cứ lời nào. Một tháng sau, nhà y cảm thấy ăn không ngon, còn hay nôn ọe. Cô quyết định hôm nay ta làm đi khám thử. Lida thấy cô không khỏe thì hỏi thăm. Sao này sắc mặt cô kém thế? Không khỏe ở đâu à? Có cần đi bệnh viện không? Tôi cũng định tan làm rồi sẽ đi Đi khám đi Đừng để sức khỏe ảnh hưởng Sắc mặt cô có vẻ nhột nhạt lắm đấy linda biết chuyện của nhà y cũng không dám nhiều chuyện vì sợ cô buồn đến giờ nghỉ trưa thần bước ra khỏi phòng cùng người phụ nữ ân ân ái ái nhìn vào ai cũng biết người phụ nữ kia thay trước hàn phu nhân của nhà y sớm thôi bây giờ bà làm việc của nhà y được chuyển ra ngoài vì anh ghét nhìn thấy cô cô đứng dậy thì cảm thấy chóng mặt mà ngất đi lúc này thần lo lắng chạy lại bế cô đến bệnh viện tố du chạy đến cầm tay anh thân à không phải anh nói muốn đi ăn chưa Thần nổi cáo gạt tay cô ta ra khỏi người mình Làm cho cô ta suýt thì ngã Cô cút đi Tô Du sợ hãi lùi lại Anh đưa nhà y đến bệnh viện Trong lòng không khỏi lo lắng nhìn ra bên ngoài Thì ra anh ghét cô Và lạnh lùng vậy thôi Chứ thực ra anh rất quan tâm cô Anh dẫn phụ nữ đến Chỉ là làm cho cô tức Biết được cảm giác của anh khi anh thấy cô cùng tên đàn ông khác Chứ thực ra anh không hề có hứng thú với Tố Du Bác sĩ mở cửa ra anh đến nắm lấy tay bác sĩ điên cuồng hỏi: "Vợ tôi sao rồi? Cối có sao không?" Hàn Thiếu vô nhân không sao, chỉ là cối mang thai cần được tĩnh dưỡng nhiều hơn, không được ảnh hưởng tâm trạng nhất là trong 3 tháng đầu. "Cái gì? Mang thai?" "Đúng thế, xin chúc mừng ngài." "Ông đừng nói chuyện cối mang thai cho ai biết nhé." Bác sĩ không hiểu vì sao anh nói vậy, nhưng vẫn làm theo vì đây là bệnh viện Hàn gia mở. Anh mở cửa phòng bệnh của cô bước vào. Lúc này cô đã tỉnh Khi thấy anh cô vui lắm Thần lạnh lùng nói Đứa bé là của ai Đứa bé nào Cô không hiểu anh nói chuyện gì cả Tôi hỏi lần nữa Đứa bé là con ai Anh nói cái gì Chẳng nghĩ tôi mang thai Bây giờ cô giả vờ đấy à Cô là vợ tôi Dám cặp kè với tên khác Lại còn có đứa nghiệt chủng này Nó là con anh mà Sao anh nói nó là nghiệt chủng Nước mắt cô lăn dài xuống gò má Tại sao là của tôi Khi lần nào làm chuyện đó xong Cô cũng đều uống thuốc tránh thai Nhà y nhớ đến lần cuối Là vào một tháng trước đó Lúc đấy cô nhớ mình quên không uống thuốc Tôi nói thật đứa bé là con anh Lần đó tôi thực sự không bị ai làm gì cả Tôi là bị hãm hại thôi Cô khóc nức lên nói Tôi không nhận đứa con hoang trong bụng cô là con tôi đâu Nói xong anh rời khỏi bệnh viện để lại cô một mình Trong lúc này cô sờ tay xuống bụng con à, mẹ thực không làm chuyện gì có lỗi với ba con. Tại sao ba không tin mẹ? Nhưng ba không cần con, mẹ chắc chắn sẽ luôn luôn bảo vệ con. Bên này ông bà Tần và Hàn gia biết cô nằm viện thì vội vàng chạy đến. Bốn người cùng bước vào nhà, bà Tần chạy lại hỏi: "Nhã Y, con không sao đấy chứ?" "Con không sao, chỉ là hơi mệt rồi ngất đi thôi ạ." À. "Cái gì mà hơi mệt, sắc mặt trắng bệch như thế này?" Cô an ủi mẹ một chút cho bà bớt lo lắng Con không sao thật mà mẹ Bà Hàn lo lắng khi biết cô nằm viện Bà hầm canh gà mang cho cô Con không sao thì chúng ta yên tâm rồi Mẹ hầm chút canh gà đấy Uống đi cho mau khỏe Dạ con cảm ơn mẹ ạ Nhà y mang thai Cô không muốn nói cho gia đình biết Vì sợ mọi người sẽ lo lắng Lúc này ông Hàn lên tiếng hỏi Thần đâu? Nó không đến đây với con à? Anh ấy đến sau đó lại đi rồi ạ à? Chăng công ty có việc gấp Gấp gì Vợ mình bị bệnh không thèm chăm sóc Cứ suốt ngày làm việc thôi Dạ con không sao mà ba Họ ngồi với nhau một lúc rồi dần ra về Để nhà y có không gian riêng nghỉ ngơi Thực ra cô muốn về lắm Nhưng ba mẹ không cho Bắt cô ở lại khi nào khỏe thì thôi Hai ngày sau cô được về Cũng không thấy bóng dáng của anh đâu Quả ra anh ấy đâu rồi Dạ thưa, Thiếu gia đi làm rồi ạ Cô cứ lên lầu nghỉ ngơi đi Nhà y không nói gì Cô lên lầu nghỉ ngơi Tâm trạng cô bây giờ cô đơn lắm Cô nghĩ mình sẽ là cô công chúa nhỏ Được hoàng tử yêu thương chiều chuộng Nhưng cô quá ảo tưởng rồi Thực ra mình chỉ là cô bé lọ lem Không ai quan tâm tới Nhà y nằm trên giường Không ngừng xoa bụng Và tự an ủi chính mình Con à Mẹ xin lỗi Không thể cho con ngôi nhà hạnh phúc Nhưng không sao Mẹ vẫn yêu thương con nhà y vì mệt mà ngủ thiếp đi đến tận chiều cô xuống nhà thấy tố du đang trong nhà ôm ôm ấp ấp với anh vậy mà anh ta lại không đẩy cô ra thấy nhà y xuống tố du coi mình như nữ chủ nhân căn nhà này soi mói cô cũng chỉ là cô vợ trên danh nghĩa chứ sau gì cũng ly hôn thế mà lại còn ngủ giờ này mới dậy à không biết phép tắc ra gì đúng không trong bụng lại mang nhiệt chủng của người đàn ông khác mà lại không biết xấu hổ nếu là tôi tôi bỏ đi rồi Chứ không như ai kia Coi mình là thiếu phu nhân Nhà y không nói gì Đi đến phòng bếp uống nước Thấy cô bơ mình Tô Du tức giận chạy đến Cọ cọ bộ ngực mình vào cánh tay anh Thân à Cô ta bị câm à Thần không trả lời chỉ ậm ừ Rồi tiếp tục làm việc trên iPad Anh cũng không bênh vực cô Mặc cho người khác sỉ nhục mình Nhà y nhẫn nhịn bỏ đi ra ngoài Trên đường đi Cô thấy nhiều cặp tình nhân vui vẻ cười đùa còn cô thì đang một mình đang đi một lúc cô thấy bé gái đang khóc em sao thế ba mẹ em đâu cô bé nức nở em bị lạc mất ba mẹ thôi ngoan đừng khóc nữa chị đưa em đi tìm họ nhé cô bé không nói gì mà cùng nhà y đi tìm ba mẹ một lúc sau cô hỏi mọi người thì tìm ra cha mẹ của cô bé ba mẹ con bên này ba mẹ cô bé chạy đến ôm cô bé trong lòng và cảm ơn nhà y cảm ơn cô nếu không có cô chúng tôi không biết phải tìm thấy nhau bằng cách nào không sao đâu ạ à, tôi là tình cờ gặp cô bé cô bé thích nhà y bèn tặng cho cô cái kẹo em tặng chị cái kẹo này ngon lắm chị ăn xong thì sẽ cảm thấy hết buồn ạ à. nhà y đưa tay nhận lấy được rồi cảm ơn em cô bé cười tít mắt vẫy vẫy tay với cô nhà y tình cờ đi qua siêu thị trưng bày rất nhiều đồ cho trẻ con cô liền dừng chân ghé và ngắm nhìn những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh không biết con là con trai con gái nhỉ cô ngắm thực lâu rồi bước ra bên ngoài thì trời cũng xế chiều trên đường về người cô như trên mây suy nghĩ rất nhiều thứ trong lúc qua đường không để ý cô bị một chiếc xe lao trúng đúng lúc này kiệt đi qua thấy mọi người túm tụm lại cậu chạy đến nhìn người nằm trên mặt đất là nhà y nhà y à có sao không đây tỉnh lại đi nhà y à giọng cô thều thào kiệt à con con của mình Cô ngất đi, Kiệt đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Khi biết tin cô bị tai nạn, hai bên gia đình lo lắng chạy tới liền. Ông bà Tần vội vàng hỏi Hàn, Kiệt à, con bé thế nào rồi con? Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu ạ? À? Chết rồi, con tôi sao lại ra nông đỗi này cơ chứ? Bà gái bác đừng lo lắng quá, chắc là cậu ấy không sao đâu. Ông bà Hàn cũng chạy đến An ủi. Đúng rồi, con nó không xảy ra chuyện gì đâu một lúc sau bác sĩ bước ra con gái tôi thế nào rồi bác sĩ bệnh nhân không sao nhưng rất tiếc đứa bé không thể giữ được nữa cả năm người chết lặng cái gì đứa bé nhà y có thai à đúng thế đứa bé đã 5 tuần rồi nhưng chúng tôi thực sự rất tiếc bà Nguyệt thấy con mình không có mặt thì liền gọi điện hỏi alo mẹ con có biết vợ mình mang thai không con biết à vậy con có biết con bé ở đâu không cô ấy ra ngoài rồi ạ à? còn làm chồng kiểu gì thế nó mang thai để nó ra ngoài một mình bây giờ đứa bé đã không còn rồi mẹ nói gì cô ấy sẩy thai á đúng thế cô ấy đang ở bệnh viện nào thế ạ à? nói xong anh đứng dậy tố du thì anh lo lắng chạy tới hỏi anh đi đâu không phải vừa nãy nó là đi ăn tối cùng em à thật lạnh lùng quát cút ngay đừng để tôi thấy cô nữa em anh lập tức lái xe đến bệnh viện mà cô đang nằm ở bệnh viện cả năm người đều vào thăm cô lúc này cô cũng đã tỉnh lại nhà y à thấy chỗ nào không khỏe không con cô nổi loạn cả lên con con tôi đâu rồi con tôi đâu đứa bé đứa bé mất rồi con của con tất cả là tại anh ta lúc này thần chạy đến lao vào trong phòng thấy cô khóc nức anh chạy đến thấy cô không sao mới khỏe mạnh bình thường vậy thì tốt rồi anh con của anh mất rồi anh không cảm thấy anh ấy gì à mất rồi thì thôi dù sao đứa bé đâu phải con tôi anh lạnh lùng nói như vậy ông trương lên tiếng nếu cậu không chăm sóc được con tôi chúng tôi mang nó về ông hàn nói ấy ông tần à chắc chỉ là hiểu lầm dù sao chúng nó cũng là vợ chồng mà nhà y buồn không nói gì mọi người ra ngoài đi con muốn ở một mình từ ngày cô ở viện Thần cũng chỉ đến rồi đi Không có một chút gì là hối hận Và sắc mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng Nhà y từ khi biết tin mất con Tinh thần cô càng lúc càng đi xuống Cô không nói không cười Mỗi tối đều khóc một mình Kiệt và Ly ngày nào cũng đến thăm cô Cậu thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Mấy ngày gần đây Tâm trạng nhà y tốt hơn một chút Vì có Ly và cậu luôn đến bầu bạn với cô Mình không sao đâu Đỡ hơn nhiều rồi mình mang cho cậu ít cháo này, ăn đi cho nóng. Ừ, cảm ơn cậu. Không có gì đâu, được có khách sáo chứ. Trong lúc ăn, cô nhờ Kiệt một chuyện. Kiệt à, mình muốn nhờ cậu việc này. Có chuyện gì thế? Mình làm được, nhất định mình sẽ hết sức. Cậu làm thủ tục xuất viện cho mình được không? Nhưng tận 3 ngày nữa mới được xuất viện mà. Mình ở bệnh viện chán lắm. Mình hiện cũng đã khỏe lại rồi. Ừ, thôi được rồi. Kiệt đi làm thủ tục xuất viện cho cô xong thì nhà y bảo đưa mình về tần gia nhà y cậu không báo cho thần biết là cậu xuất viện à thôi đừng nói cho anh ta biết nhé về tần gia cô bước vào trong nhà sao con lại về đây ba mẹ à con muốn ra nước ngoài vài năm con nghĩ kỹ rồi con sẽ ly hôn với anh ta ông trương không nói gì nếu con quyết định vậy ông không ngăn con vậy con đi đâu con đến pháp ạ à? Thế bao giờ con đi Ngày mai luôn Kiệt ở đây làm việc cho nên con muốn theo cậu ấy Ừ đi đi cho khuây khỏa cũng được Con đừng suy nghĩ gì nhiều Ba mẹ luôn luôn bên con Kiệt à vậy phiền cháu chăm sóc con bé Không có gì đâu ạ à. Hai bác cứ yên tâm Cô quay sang nhờ Kiệt chuẩn bị vé máy bay cho mình Tôi được rồi Mình luôn bên cạnh hỗ trợ cậu cứ yên tâm Buổi tối cô sắp xếp hành lý Chuẩn bị sẵn đơn ly hôn Có chữ ký của cô Ngày mai bay Cô cho người chuyển qua cho anh Thật ra nhà y suy nghĩ nhiều về chuyện này Anh không có tình cảm và sự tin tưởng dành cho mình Thì cô sẽ giải thoát cho anh Và bắt đầu một cuộc sống mới Buổi sáng hôm sau Nhà y nhờ người gửi cho thần đơn ly hôn Còn cô thì ra sân bay Sự ra đi của cô không ai biết Chỉ có người thân của cô và hai người bạn Mọi người đến chia tay cô Ly khóc thút thít Cậu ở bên đó nhớ về khỏe mạnh đi nhé mình biết rồi có phải một mình mình đâu vẫn còn có kiệt ở bên giúp đỡ mình mà cô vừa nói vừa nhìn kiệt ly này nếu anh ấy có đến mà hỏi chuyện cậu cậu cứ coi như không biết gì hết nhé ừ mình biết rồi nhà y quay sang ôm ba mẹ trong lòng con đi đây hai người nhớ là phải giữ gìn sức khỏe ạ à? mẹ cô không kìm được nước mắt con sống bên đó nhớ là phải thực tốt có dịp về thăm ba mẹ nhé vâng Chuyến bay sang Pháp chuẩn bị xuất phát Con lên máy bay rồi Mọi người về đi Tạm biệt mọi người Nói xong cô và Kiệt cầm hành lý lên máy bay Vì tranh lệch múi giờ Bay qua Pháp lúc này vẫn là buổi sáng Khi cô đến Pháp Thì lúc này ở trong nước là buổi chiều Thần đến bệnh viện thăm cô Anh mở cửa ra nhưng không thấy một ai Anh lập tức đi tới hỏi bác sĩ Người trong phòng 104 đâu rồi Y tá mới mở sổ sách ra xem thưa ngài cô ấy xuất viện từ hôm qua cái gì không phải ngày kia mới là lịch xuất viện à dạ cái này chúng tôi không có quyền bắt bệnh nhân đúng ngày giờ mới có thể xuất viện chỉ cần bệnh nhân khỏe hoặc không vấn đề gì thì có thể xuất viện trước một đến hai ngày thần phóng xe về nhà tìm cô quả ra thấy anh thì chạy ra hỏi thiếu gia về rồi à anh bỏ qua lời chào của quản gia anh trực tiếp lên tiếng nhà y đâu rồi ngài nói gì thế không phải cô ấy ở bệnh viện à Ông nói cái gì? Chẳng từ hôm qua đến giờ cô ấy không về đây à? Dạ không ạ. Thần nhíu mày, mặt đen xì gọi điện cho trợ lý. Cậu tra cho tôi xem nhà y đang ở đâu. Thưa ngài, tôi có chuyện cần thông báo. Có chuyện gì thì nói. Sau 10 phút tra cho tôi xem nhà y ở đâu. Nhưng nhưng nhà y cố gửi cho ngài bức thư ạ. Thư gì? Tôi không biết. Hình như là đơn ly hôn ấy ạ. Anh không nói gì mà cúp máy Tay nắm quyền mặt nổi gân xanh Trông sắc mặt của anh bây giờ đáng sợ vô cùng Thần khởi động xe đến công ty Bush, đây là cô nhà y gửi cho ngài Thấy thần đến, trợ lý cao đưa tờ giấy đó cho anh Anh mở ra, thấy tên của cô ký sẵn ở đó Lại không có gì hết, chỉ một đơn ly hôn không có bức thư nào Cậu tìm thấy cô ấy chưa? Dạ chưa, cô ấy hình như không còn ở trong nước ạ Thần gần như mất kiểm soát, tức giận quát to không có thì tìm ở nước ngoài. Khi nào tìm thấy thì thôi, có một người phụ nữ tìm cũng không xong. Tôi thuê cậu về để làm gì thế à? Cao Kỳ sợ lắm rồi, quả thực khi giám đốc tức giận thì đã sợ, bây giờ còn sợ hơn gấp trăm nghìn lần. Dạ, tôi đi tra ngay đây. Cút đi. Anh ngồi trên ghế xoay xoay thái dương, miệng lẩm bẩm. Nhà y rốt cuộc em ở đâu? Tôi thực sự nhớ em một lúc sau cao kỳ bước vào thế nào rồi cha ra chưa chưa hình như cô ấy được người khác giúp đỡ chúng tôi không cha ra được thần không nói gì chỉ cảm thấy hối hận vì nặng lời với cô cậu cha cho tôi lúc ở khách sạn ai à, hãm hại cô ấy dạ vâng anh cầm áo đi ra xe đến nhà cha mẹ đẻ của nhà y ông tần thấy vậy cũng không ưa cậu đến đây làm gì ba ba cho con biết nhà y ở đâu được không ạ từ ba này tôi không nhận được đâu Hàn tổng ạ à. cậu với con bé đã ly hôn xin cậu buông tha cho con gái tôi xin cha cho con biết cô ấy ở đâu được không ạ à? Hàn tổng mà thế này tôi gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài đấy Thần vẫn đứng đó cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi ông Trương tức giận gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài bị bảo vệ đuổi ra xe điện thoại của anh kêu lên thưa giám đốc quả thực có người hãm hại cô Nhã Y ạ à? là ai Dương Vinh Khắc ạ Chính cái người mà ngài làm cho gia đình họ phá sản vào một tháng trước Được rồi Bắt hắn lại cho tôi Và cả tên được hắn thuê nữa Một tiếng sau Thần có mặt tại một căn hầm bí mật Tha cho tôi đi hàn thiếu à Tôi Tôi thực sự chưa có làm gì phu nhân cả Mày nói cẩn thận cho tao Không thì mày đi chầu Diêm Vương sớm đấy Tôi nói thật Hôm đấy chính hắn thuê tôi Bảo tôi chụp tấm hình với phu nhân Rồi gửi cho anh Tôi thực chưa động vào người của phu nhân Ngài, ngài có thể xem cam ở khách sạn hôm đó Cao kỳ ghé sát tai thần Đúng thế, thực hắn chưa động vào phu nhân Hắn chỉ chụp vài tấm hình rồi đi Anh đứng dậy và sai bảo thuộc hạ Các người biết phải làm gì với hai người họ rồi chứ Dường vì khắc kêu là thảm thiết Xin ngài tha cho tôi Tôi thực sự không nên chọc giận ngài Chính mày làm ta bỏ đi chỉ vì mày mà tao đánh mất cô ấy mày đáng sống hay đáng chết đây vừa dứt lời anh giật súng từ tay cao kỳ bắn một phát vào giữa trán dương vinh khắc hắn ta lúc này chỉ có thể nói là tử vong tại chỗ vừa dứt lời anh giật luôn súng từ tay cao kỳ sau đó cho dương vinh khắc và tên kia một phát đạn từ ngày nhà y đi thần cho người lật tung lên nhưng cũng không tìm thấy chút tung tích gì của cô một buổi tối anh đứng trước cổng nhà cô xem cô có về không Ông bà Tần thì anh ngày nào cũng đến Đứng suốt cả một đêm Kể cả trời mưa cũng đến Sau đó đến sáng lại rời đi Nhưng họ cũng chẳng thương cảm anh Chỉ thấy chán ghét vì anh đã làm khổ con gái họ Cứ như vậy ngày nào anh cũng đến Nhưng cũng không thấy cô về Rốt cuộc em ở đâu Anh rất nhớ em Mỗi lần về nhà anh lên phòng cô Mọi thứ y nguyên Mùi hương cách trang trí làm anh nhớ cô rất nhiều Cứ thế thần suốt ngày uống rượu không uống rượu thì lao đầu vào công việc Đến kiệt sức để bớt nhớ đến cô Anh rủ Trần Thiên và Thành đi ba uống rượu Cậu cứ thế này Chả tìm thấy cô ấy đâu đâu Có không giữ Mất rồi mới đi tìm Thiên cằn nhằn vì cậu ta suốt ngày gọi điện Rủ đi uống rượu Làm cho thời gian kiếm bạn gái của anh cũng không có Thần không nói gì Chỉ uống hết ly này sang ly khác đến khi say thì thôi Thành nhìn trướng mắt thấy ngăn cản lại Giật ly rượu từ tay anh Cậu đừng uống nữa Sức khỏe không tốt đừng có làm hại bản thân Kệ tôi Có phải tôi chết cô ấy sẽ quay lại đúng không Thành cũng không biết khuyên anh thế nào Khi mà tâm trạng của thần Đang thực sự rất tệ Đang uống thì anh nhớ ra Thành à không phải bạn gái cậu là bạn thân nhã y à Sao cậu không hỏi cô ấy nhã y ở đâu Thôi được rồi đừng uống nữa Tôi gọi điện hỏi cô ấy xem Thành lấy điện thoại gọi cho Ly Alo có chuyện gì thế hả Không có gì đâu Em có biết nhà y ở đâu không Anh hỏi cho Hàn cung thần chứ gì Em không nói Không phải chỉ là Em không biết cô ấy ở đâu đâu Em ngủ trước đây Nói xong ly dập máy luôn Đấy cô ấy không chịu nói Với cả chắc nhà y không muốn gặp cậu Thần buồn bực Thực sự nhà y rời xa anh Anh mới biết cô quan trọng với mình nhường nào Thần vừa uống miệng vừa lẩm bẩm Nhà y à quay về với anh được không Anh biết lỗi rồi Em đánh anh thế nào cũng được chỉ cần em quay lại Anh rất rất nhớ em Cứ thế thần uống đến không biết trời đất là gì Cho nên Thiên bèn đưa anh về nhà Về nhà quản gia chạy ra Trần Thiếu chuyện gì thế Ông đỡ hộ tôi cậu ta với Ăn cái gì mà nặng thế không biết Đỡ lên phòng Anh bảo quản gia đưa mình đến phòng cô Vì từ khi cô rời đi Anh đều qua phòng cô để ngửi mùi hương Căn phòng cô để lại Thiếu ra ngài có sao không Ông ra ngoài đi tôi muốn ở một mình quả ra thấy từ lúc thiếu phu nhân đi Tâm trạng thiếu gia xa suốt hẳn Cơm không ăn mà chỉ suốt ngày uống rượu hút thuốc Rồi lao đầu vào công việc Ông thấy lo lắng gọi báo cho lão gia và phu nhân biết Quản gia có chuyện gì thế? Thưa ngài, từ khi thiếu phu nhân đi Thiếu gia dạo gần đây sức khỏe tiểu tụy cũng kém đi Tôi biết rồi, sáng mai tôi qua thăm nó Lão gia phu nhân, hai người đến rồi ạ Ông mạc lên tiếng, nó đâu rồi? Dạ cậu ấy trên phòng thiếu phu nhân ạ Khi lên đến nơi Ông mở cửa phòng thấy con trai ngồi bó gối ở góc giường Ông đi đến giật phăng con gấu bông mà anh đang ôm Có thôi đi không Ta bảo với con rồi mà con không chịu nghe Bây giờ thì hay rồi Tự làm tự chịu Thần ngước khuôn mặt thiếu sức sống nhìn cha mẹ Anh đứng giật lấy con gấu bông ôm vào trong lòng Bởi vì nó có mùi của nhà y Mẹ thấy con trai thế này Thì đúng là bà không chịu nổi Thôi đừng như thế nữa mẹ tin bây giờ con bé thấy con thế này nó cũng rất đau lòng đấy cô ấy phải vui phải vui không hết thì làm sao đau lòng được à chắc cô ấy ghét con lắm con nói vậy bởi nếu con bé về mà thấy con thiếu sức sống như vậy sao có thể bảo vệ tốt cho nó con phải khỏe mạnh mới có thể dành nhà y về bên mình lần nữa chứ thần suy nghĩ một hồi thấy lời mẹ nói đúng mình phải mạnh mẽ thì mới có thể theo đuổi cô anh đứng dậy cảm ơn cha mẹ Rồi về phòng tắm rửa sạch sẽ Anh cạo dâu lấy lại tinh thần Đã được một thời gian Anh cho người ngày đêm tìm kiếm Nhưng vẫn là con số không Anh ngày càng lạnh lùng Cũng không nổ lấy một nụ cười Công ty anh lớn mạnh Giờ thì lại càng nổi hơn Là mưa làm gió trên thị trường Năm năm sau Thưa chủ tịch Chiều nay ngài có cuộc họp Với công ty thời trang BB Tôi biết rồi cô giám xếp đi Giờ tôi đi gặp người bạn Dạ vâng ạ tại công ty của hảo thiên hảo thiên sao cậu đến đây chưa rồi mình muốn mời cậu đi ăn cơm thôi được rồi cậu chờ mình tí nhé tại một nhà hàng kia là cảm ơn cậu giúp mình trong những năm qua nói gì thế do cậu có thiên tài chứ đâu phải do mình <laughs> cũng một phần nhờ cậu không có cậu mình cũng không biết phải làm sao mà thôi được rồi chúng ta không nói nữa chủ tịch mina cậu lại treo mình rồi đấy mình tháng sau trở lại trong nước làm việc cho ba Gần đây ba yếu rồi Cho nên mình phải về quản lý công ty Ừ Mình nghĩ cũng đến lúc phải trở về Nhưng cậu không sao đấy chứ Cậu không thấy mình thay đổi rồi à Được rồi được rồi ăn cơ nào Hiện bây giờ nhà y đổi tên thành Nina Cô là chủ tịch hãng thời trang nổi tiếng eo Và cũng là người mẫu có tiếng của các thương hiệu đình đám Một tháng sau tại sân bay Chào thành phố không ngờ 5 năm nó thay đổi nhiều thế nhỉ Ừ bây giờ cậu đi đâu Mình muốn về nhà thăm ba mẹ Vậy tạm biệt nhé Giờ mình đến công ty đã Ok bye bye Tại biệt thự nhà họ Tần Người làm nghe tiếng chuông chạy ra mở cửa Tiểu tiểu thư là cô à Nhà y nở nụ cười tươi Chào má ngô Lâu rồi không gặp người có khỏe không ạ Má ngô là người làm ở Tần Gia cũng khá lâu Tần Gia coi gì ấy như người một nhà Tôi khỏe tôi khỏe Cô về rồi thì vào nhà thôi. Tôi kêu người cầm cành lý cho cô. Chắc lão già với phu nhân nhớ cô lắm đấy. Phiên má. Cô bước vào trong. Thấy cha mẹ thì chạy lại ôm họ. Ba mẹ à, con về rồi. Con nhớ hai người lắm đấy. Mẹ cô cũng khóc theo. Mẹ cũng rất nhớ con. Ăn gì chưa? Mẹ làm vài món cho con ăn. Con nhớ tay nghề của mẹ lắm đấy ạ. À? bữa ăn ba cô lên tiếng hỏi. Bây giờ con là người nổi tiếng. Con ăn uống như thế à? Con gái con đứa ông này cứ để con bé ăn cho đã ba con là người nổi tiếng thì cũng là con ba chứ nghĩa con bé này không trưởng thành lên được tí nào mà ba mẹ con chuyển ra ngoài ở gần công ty cho thuận tiện ạ dù sao con cũng tự lập được rồi mà con về đừng có dính líu đến hàn cung thần nữa đấy từ khi con đi anh ta ngày nào cũng đứng trước cổng nhà mình đòi gặp con kể cả mưa nắng đuổi cũng không đi cô đang ăn nghe vậy thì dừng lại anh ta đến tìm mình à không phải ghét mình lắm ư sao lại còn tìm mình vâng có biết rồi ạ tại hàn thị thưa tổng giám đốc đây là thư mời của bữa tiệc dành cho giới kinh doanh vào cuối tuần ngài có đi không ạ biết rồi chuẩn bị đi cuối tuần tôi đi từ lúc nhà y rời đi đến bây giờ anh chỉ cạm cụi vào công việc không có chút tư tưởng gì đến những cô gái bên ngoài tối du từ khi bị anh đe dọa đến giờ cô ta không dính líu gì tới anh nữa Ban ngày trông anh có vẻ bình thường Nhưng khi đêm đến mỗi lúc nhớ cô Anh lại lấy thuốc ra hút Không biết là hết bao nhiêu bao thuốc nữa Có gấu bông cô ôm khi đi ngủ Anh luôn mang theo bên mình Anh đặt nó ở trên xe Để mỗi lúc thấy nó tâm trạng anh thấy tốt hơn Bên công ty LV Chủ tịch à có thiệp mời Là bữa tiệc kinh doanh ạ Em chuẩn bị đi cuối tuần chị đến đó Dù sao cũng nên cho người khác biết mặt chủ tịch LV là ai vì trong giới kinh doanh Ai cũng biết chủ tịch LV là nữ Và biết tên là Mina Còn là một trong những người mẫu nổi tiếng Nhưng khi cô kết quốc thì toàn che mặt Mọi người không ai biết mặt vị chủ tịch ra làm sao Họ đồn đoán Chắc là một đại mỹ nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành Đêm hôm đó Tại bữa tiệc Bữa tiệc diễn ra rất hoành tráng Bên trong bữa tiệc toàn những doanh nhân thành đạt nổi tiếng Mina diện cho mình bộ váy lộng lẫy màu trắng Có đính viên kim cương trông rất đắt giá Ai nhìn cũng phải trầm trồ vì không biết cô là ai mà xinh đẹp như vậy. Khi cô bước xuống từ một chiếc Rolls Royce, cô chính là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Mọi người ơi, thấy cô gái kia có quen không kìa? Ừ, tôi thấy quen quen nhưng không biết là ai nhỉ? Cô hình như là vợ cũ của Hàn Tổng ấy. Nhưng sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Tôi nghe đồn, có tin hai người ly hôn rồi, sau đó cô ta biến mất mà. Không ngờ 5 năm sau cô ta xuất hiện ở đây nhỉ? Từ khi cô bước vào, mấy người phụ nữ ganh tị với cô mà không ngớt lời bàn tán. Nhưng cô cũng bỏ ngoài tai, không quan tâm họ nói gì về mình. Một lúc sau, trước cửa xuất hiện chiếc xe Lamborghini, người bên trong xe bước ra không ai khác, chính là Hàn Cung Thần. Anh bước xuống xe, vẻ mặt lạnh lùng, đi theo là trợ lý cao. Nhà y biết những bữa tiệc như vậy có mặt của anh cũng là chuyện bình thường. Cô không quan tâm, mà ung dung nói chuyện với những vị khách khác khuôn mặt vẫn nở nụ cười không có gì hoảng loạn và lo lắng cả. khi anh đến, mọi người chạy đến mời rượu anh, tử tế lấy lòng. nhưng khuôn mặt anh lạnh tanh không chút cảm xúc. chào han tổng, lâu rồi không gặp. vâng, chào ngài. vừa nói anh đánh mắt sang chỗ khác thì bắt gặp hình dáng quen thuộc, người mà năm năm nay anh vẫn tìm kiếm không ai khác chính là nhà y của anh. thần không vội vàng tiến đến chỗ cô, vẫn chỉ vừa nói chuyện với những vị giám đốc khác vừa đánh mắt nhìn cô chính xác là cô anh không có nhận nhầm chỉ cần nhìn tấm lưng tôi anh có thể cảm nhận rõ cô gặp lại em rồi vợ yêu của anh lần em đừng hòng thoát khỏi anh tại vì cô rất xinh đẹp rất nhiều chàng trai đến làm quen chào cô tôi là trịnh vân giám đốc trịnh thị xin hỏi tên cô là nhà y trả lời tôi là mina chủ tịch lv tôi mới về được mấy tuần chào cô ngày danh cô đã lâu bây giờ mới có cơ hội gặp không ngờ là cô lại xinh đẹp như vậy Cảm ơn anh đã khen Trịnh Tổng Cứ thế hai người trò chuyện vui vẻ Mà không biết ánh mắt của ai cứ nhìn chằm chằm vào họ Mà đang đen xì tức giận Không thể kéo cô về bên cạnh mình ngay lập tức Sau khi kết thúc bữa tiệc cô trở về nhà Như đâu dễ dàng như vậy Vừa bước chân ra khỏi Cô gặp thần đang đứng ở đó nhìn mình Cô nhìn anh anh nhìn cô Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau Nhà y lấy lại bình tĩnh Đi ra chờ trợ lý của mình đến đón Thấy cô cứ thế bước đi Anh tức giận chạy đến nắm tay cô đưa lên xe mình Anh làm cái gì thế? Thả tôi ra Nhà y gồng hết sức Nhưng lực của cô chỉ là gãi ngứa đối với anh Cô cố gắng mở cửa xe của anh nhưng bất thành Vì anh đã khóa nó lại Thả tôi ra Có tin tôi cảnh Chưa nói hết câu Thần khóa miệng cô lại bằng đôi môi của mình Cô cố gắng đẩy anh ra tỏ vẻ không nguyện Nhưng càng như thế anh càng giữ chặt gáy cô Càng hôn mãnh liệt hơn Đến lúc cô không thở được Anh mới luyến tiếc tha cho đôi môi cô Phải nói anh nhớ cô Năm năm rồi anh được nhìn thấy cô Được hôn cô, được ngắm cô Vậy mà cô lại căm ghét anh Đến tận xương tận tủy như vậy Nhà y tức giận tát cho anh một cái Thả tôi ra Anh cất lại khuôn mặt lạnh lùng Thay vào đó chất giọng ôn nhu Em về với anh được chứ Tha cho anh được không em Đánh anh mắng anh thế nào Anh cũng chịu được chỉ cần em trở về bên anh hãy giữ hai vai cô giọng nói run rẩy cầu xin hàn tổng anh nói gì thế tôi với anh không còn quan hệ gì cả cầu xin anh tha cho tôi tôi bây giờ phải về rồi em là vợ anh anh chưa có ký vào đơn ly hôn cô dùng giọng cam ghét nói với anh anh nói gì thế tôi với anh kết thúc tình cảm từ 5 năm trước rồi bây giờ cầu xin anh tha cho tôi em ghét anh đến thế cơ à đúng từ nay xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa Thần không nói gì mà bỏ tay ra khỏi người cô Và để cô xuống xe Anh thực sự hối hận khi 5 năm trước Mình không bảo vệ thật tốt cho cô Từ ngày hôm đó Thần liên tục xuất hiện trước mặt cô Đến nỗi cô đi gặp đối tác cũng gặp anh Đi mua sắm cũng gặp Tại nhà hàng Sau khi nhà y gặp đối tác xong Cô qua chỗ bàn của anh Giọng mỉa mai Hàn Tổng rảnh rỗi không có việc gì à Sao suốt ngày đi theo tôi thế anh đến đây ăn cơm Không ngờ lại gặp em Trùng hợp á Giọng anh ôn nhô Ừ đúng đấy Em ăn gì chưa Ngồi xuống đây ăn chút gì đi Cô không trả lời mà bỏ đi Nhưng đi vài ba bước Anh nắm cổ tay cô Kéo cô lại ngồi lên đùi mình Vì bị kéo bất ngờ Nhà y bị anh khóa chặt người Không cho cô xuống Mặt cô cao có Anh làm cái gì thế Thả tôi ra Em ngoan ngoãn ngồi ăn cùng anh Thì anh sẽ thả em Anh Mọi người đang nhìn chúng ta đấy nếu em không ngoan ngoãn anh cứ để em ngồi như thế này mặc dù ghét ngồi ăn cùng anh nhưng mọi người hướng mắt phía hai người cho nên cô gật đầu đồng ý thấy cô ngoan ngoãn anh mỉm cười hài lòng rồi đặt lên trán cô nụ hôn ôn nhu và nhị nhàng nhà y đỏ mặt không ngờ sau mấy năm không gặp anh mặt dày như vậy nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô anh thấy thực đáng yêu cứ như con mèo đầy móng vuốt anh cười cái gì chứ Quả thực 5 năm rồi Anh chưa từng nở nụ cười nào từ khi cô bỏ đi Bây giờ chỉ cần cô xuất hiện trước mặt anh Anh thấy rất hạnh phúc Không có gì đâu Em ăn trước đi Mặc dù vừa nãy bàn việc với khách hàng Cô chưa có gì ăn nhiều Nhưng bây giờ cũng cảm thấy đói Trong lúc cô ăn anh không ăn mà chỉ nhìn cô Lâu lắm rồi cô vẫn như vậy Nhưng tình cảm của hai người đã giãn nứt Vẻ mặt thần có chút buồn và ưu tư Ăn xong cô đứng dậy định bắt xe taxi trở về Cảm ơn anh mời tôi ăn cơm Để anh đưa em về Tôi không làm phiền đến anh đâu Tôi tự bắt taxi về được Không phiền á Anh làm gì thế Chúng ta đã ly hôn rồi Giờ giữa chúng ta không có gì ràng buộc cả Nên mong anh đừng có đi theo tôi Giọng anh thâm tình Chúng ta chưa ly hôn Em vẫn là vợ của anh đấy Anh cũng chưa có ký giấy ly hôn đâu Cô rơm rớm nước mắt giọng nghẹn ngào Bây giờ anh có nói tôi là vợ anh à Trước kia anh có từng nghĩ cho tôi không Tôi mang thai, anh không thèm nhận đứa bé, bảo nó là con hoang. Rồi lúc đó anh mang người đàn bà khác vào nhà. Tôi bị xảy thai anh ở đâu? Anh quan tâm tới tôi không à? Anh có hỏi con của anh ở đâu không? Thần cảm thấy có lỗi khi trước đã hiểu lầm cô như vậy. Anh muốn bù đắp tất cả cho cô. Cô muốn gì anh cũng sẵn sàng làm dù mất cả mạng. Chỉ cần cô trở về bên anh. Anh xin lỗi, anh đã rất hối hận khi trước không đối xử tốt với em để khi em bỏ đi anh nhận ra mình yêu em nhiều như thế nào anh lật tung cả thế giới này cũng không tìm thấy em như em biến mất khỏi trên trái đất này năm năm qua anh nhớ em nhà y cho anh cơ hội anh bù đắp cho em được không giọng anh có chút run run nói tâm tình mình cầu mong sự tha thứ từ cô nhưng chính anh làm trái tim cô không còn tin tưởng vào tình yêu anh dành cho mình nữa nếu anh nói những lời như vậy với tôi năm năm trước có lẽ tôi suy nghĩ cho anh cơ hội còn bây giờ tôi có sự nghiệp của riêng mình Tôi cũng không muốn dính líu gì tới anh Chỉ cần anh xuất hiện trước mặt tôi Tôi sẽ lại nhớ tới những ngày tháng đau khổ anh mang lại cho tôi Đơn ly hôn nếu anh không chịu ký Tôi sẽ tự ra tòa Em thực chán ghét anh đến vậy à? Cô không trả lời Nên không khí trong xe trở nên ngột ngạt Để anh đưa em về nhà Bây giờ bắt xe muộn cũng không an toàn 20 phút sau đến trước chung cư của cô Cảm ơn anh đưa tôi về Tôi mong sau này chúng ta đừng gặp lại nhau Cứ coi như người dương đi Nói xong cô mở cửa xe bước xuống Thần ánh mắt dõi theo cô Để khi cô khuất dần khỏi tầm mắt mình Anh luyến tiếc không nhìn nữa Phải nói tâm trạng anh bây giờ thực sự tệ Anh rút điếu thuốc hút mà đam chiêu suy nghĩ Em vô tình thật Cả đời này em chính là hàn thiếu phu nhân là vợ anh Chỉ có mình em thôi Em là của anh Chỉ một mình hàn cung thần này sau một hồi đứng lâu dưới khu chung cư của cô Anh mới lái xe rời đi Về đến nhà anh tắm rửa Rồi lên mạng tra cách Làm sao tán lại vợ cũ Anh không ngờ mình làm mấy cái việc thiếu suy nghĩ như vậy Nhưng biết sao được Về kinh doanh hay những gì liên quan kinh tế Anh nắm trong lòng bàn tay Còn về chuyện tình cảm anh chưa từng trải bao giờ Giờ đây anh thấy mình đúng là ngu ngốc Ngày hôm sau buổi sáng anh đến công ty Trang Lý Cao chuẩn bị cho tôi bó hoa hồng nhé Trợ lý ngơ ngác Không biết boss mình đang định làm gì Để làm gì thương ngài Thần không trả lời Chỉ nhìn Cao Kỳ ánh mắt như muốn giết người tới nơi Cao Kỳ nhận ra mình nhiều chuyện Tôi biết rồi tôi đi làm ngay ạ Thật ra anh muốn tặng hoa cho nhà y Cho nên kêu trợ lý đi mua Anh muốn từng bước từng bước theo đuổi lại cô Buổi trưa Anh cầm bó hoa hồng đỏ rực rỡ Dưới sảnh công ty của cô đợi cô tan làm Mọi người đi qua đều ghen tị không biết cô nàng nào được người đàn ông điệp trai ga lăng như vậy đứng đợi Thần đứng đợi tầm 10 phút thì cô bước xuống Cô thấy anh đứng trước cửa công ty Cô vội vàng đi khỏi tranh dinh lưu đến anh Nhưng nào có ngờ Thần thấy cô cố tình không muốn gặp mình Thì anh chạy lại kéo tay cô Nhà y tức giận hét Làm gì thế buông tôi ra đi Cô giằng co với anh một hồi Nhưng anh không chịu buông tha cô Cô bất lực để anh kéo vào trong xe Và trong xe cô ngồi với ghế lái phụ còn anh ngoài mặt ra đằng sau Lấy bó hồng tặng cho cô Tặng em này Tôi không cần Cô buồn bực Vừa nói xong thì bụng kêu ỏng ọc Lúc này cô xấu hổ Rõ ràng muốn lạnh lùng với anh Nhưng cái bụng nó hại mình rồi Nghe tiếng bụng kêu của cô Anh biết chắc là cô đang đói Để anh đưa em đi ăn nhé Em muốn ăn gì Cô không trả lời Anh đành đưa cô đến tiệm bên đường Nghe nói đồ ăn lề đường rất nhiều những cô gái thích Hôm qua anh lên mạng cũng đã tìm hiểu qua năm phút sau xe anh dừng tại quán lề đường thần định chạy lại để mở cửa xe cho cô nhưng cô tự mình mở rồi đi xuống anh bất lực nhìn theo bóng lương cô rồi ngậm ngùi đi vào phải nói quán ăn lề đường như vậy lần đầu tiên anh tới thức ăn ở đây anh thấy mất vệ sinh lắm mặt anh có chút cao có tỏ vẻ không hài lòng nhà y thấy anh có vẻ không thích nhưng vẫn dẫn cô đi vào trong này cô có cảm giác vui vẻ bật cười cô ngồi xuống cái bàn còn anh thấy cô chút bẩn đứng đó không dám ngồi Cô thấy anh có vẻ trần trừ thì lên tiếng Không ngồi à? À có chứ Nói xong anh nhắm mắt và ngồi xuống Xong xuôi cô order chút đồ ăn và hỏi anh Anh muốn uống chút bia không? Ờ được rồi Một lúc sau đồ ăn lên hết Anh thấy cô ăn rất ngon miệng Còn mình thì không đụng miếng nào Anh cảm thấy đồ ăn mất vệ sinh quá Nhà y biết Đây là lần đầu anh thử những chỗ như thế này Một tiểu gia nhà giàu như anh Làm sao có thể ăn những món bình dân như vậy cô lấy một thịt xiên nướng đưa cho anh anh ăn thử đi này ngon lắm đấy thế cô đưa cho mình anh đưa lên mũi ngửi ngửi nhưng vẫn không dám ăn anh ăn thử đi xong tôi đảm bảo anh sẽ nghiền cho mà coi thế là thần cũng cố gắng đưa xiên thịt lên miệng cắn một miếng anh không ngờ chỉ với mấy đồng như vậy món ăn này ngon thế nhỉ ngon hơn cả mấy món trong nhà hàng năm sao thần ăn hết xiên này để xiên khác nhà y thấy anh ăn còn nhiều hơn cả mình mà cùng anh ăn ăn xong anh đưa cô đi dạo để tiêu bớt thức ăn vừa đi hai người cũng chẳng nói gì tự dưng có bé gái bán hoa chạy tới anh đẹp trai ơi anh mua hoa tặng vợ đi này cô bé rất dễ thương giọng nói non nớt cười tít mắt đưa rủ hoa trước mặt anh nhà y không muốn cô bé hiểu lầm nên lên tiếng giải thích chị không phải vợ anh ta em đừng hiểu lầm thần không vui khi nhà y phủ định quan hệ hai người Vợ anh cô ấy chắc ngại đấy Chỗ hoa này bao nhiêu anh mua hết giảm 30.000 thôi ạ à? Anh rút tiền đưa cho cô bé Còn tiền thưa em cầm lấy mua kem Không cần trả lại đâu Anh vừa nói vừa xoa đầu cô bé Vâng hoa của anh đây ạ à? Bé đưa hoa cho anh rồi nhìn sang nhà y Em ước sau này có người bạn trai thương em như chồng của chị Nhà y cùi xuống vèo má cô bé Chị bảo rồi anh ấy không phải chồng chị cô bé biết chắc là anh thích chị chị không thích anh cô ghé sát tay cô thủ thỉ anh ấy thương chị đấy em chỉ cần nhìn thôi đã biết anh ấy yêu chị đến mức nào có bé này em còn nhỏ sao biết được nhiều thứ như thế cô bé cầm tay nhà y và thần em chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc vui vẻ bên nhau ạ à. thần cảm ơn cô bé nắm chặt tay cô như kiểu sợ cô rời khỏi mình nhà y thấy anh nắm chặt tay cô không thích muốn bỏ tay anh ra Thấy vậy anh dựa sát vào tay cô nói Bé với con ở đây Chẳng nhẽ em muốn làm nó buồn Cô thấy anh nói có lý Cô để anh nắm vậy Cô bé thấy hai người vui vẻ Sau đó lời tạm biệt rời đi Nhà y thấy cô bé đi được khá xa Cô bảo anh bỏ tay mình ra Nó đi rồi đấy Anh bỏ tay tôi ra được chưa Tất nhiên là chưa Anh trả lời lạnh lùng Tay vẫn nắm chặt tay cô Hoa này tặng cho em Không phải vừa rồi anh tặng tôi rồi à Bó này anh đem về tặng nhân tình của anh ấy Thần thấy cô không chịu nhận liền dở thó lưu manh dựa gần vào cổ cô Tình nhân của anh bây giờ không phải em à Mà nữa Vợ anh chỉ có một người duy nhất Tên Tần Nhạ Y Nên em yên tâm Ngoài em ra Anh không có người phụ nữ nào khác Đúng là đồ vô liêm sỉ Anh chỉ vô liêm sỉ với mình em thôi Dứt lời Anh đặt lên môi cô một nụ hôn Cô đánh vào ngự anh Nhưng anh đưa tay ra đằng sau gái giữ chặt cô lại một nụ hôn càng sâu càng trở nên cuồng nhiệt Khi thấy cô không thở được nữa Anh mới buông tha cho cô Nhà y lấy tay lau miệng Không quên trách mắng anh Hàn cung thần anh làm gì thế Đang ở bên ngoài mọi người đang nhìn đấy Đồ không biết xấu hổ Cô bỏ anh lại rồi một mình đi lên phía trước Anh thấy cô tức giận Và xù lông lên trông rất đáng yêu Nhưng vẫn phải chạy lại để dỗ cô Lần sau anh không hôn ở bên ngoài nữa Mà hôn ở chỗ không ai biết được Được chứ nào anh cổ cạn lời với độ mặt dày như cái thớt của anh. Đi một lúc cô thấy có mái gấp thú, cô dừng lại chạy đến đó. Anh thấy cô có vẻ như thích thú. Em thích gấp con nào, để gấp cho em. Cô chỉ tay con khủng long xanh. Đứng lên đợi anh nhé, anh đi đổi xu rồi gấp cho em. Đổi xu xong anh thả vào gấp cho cô, nhưng đời đâu như mơ, anh không ngờ gấp cái này lại khó như vậy. Biết là khó, anh cố gấp cho được. Sau mấy lần gắp trượt Đến lần thứ 13 anh mới gắp được nó cho cô Anh cúi xuống nhà con khủng long đưa cho cô Cô đưa tay lấy lại Anh bất ngờ rơi con gấu lên cao Hôn trụt vào má cô Sau đó đưa cho cô Của em đây Cô đưa tay lên má hét lớn Anh làm cái gì thế hả Thần mặt phụng phiệu ấm ức nói Anh vất vả gắp nó cho em Em không trả ít công sức nào à Hai người cứ thế đi cùng nhau hết cả buổi chiều Đến tối anh đưa cô về Tôi vào nhà đây Khoan đã chạy nhẽ em không mời anh vào nhà ư ừ. Dù sao cả buổi chiều nay anh đi chơi cùng em rồi Nghĩ ra thật vô lý Vì rõ ràng anh tự nguyện đi theo Bây giờ còn kể nể để cô thương hại Tôi có bắt anh phải theo tôi à Thần nhất quyết không chịu Nhưng tôi đói Về nhà anh mà ăn. Nhà anh có lúc nào thiếu người đâu Mọi người suy nghĩ về quê hết rồi Giờ trong nhà anh chỉ có mỗi quản gia thôi Mấy ra quán man anh đâu có thiếu tiền chứ Ăn quán đâu ngon bằng em nấu Nhà y thực sự đuối lý với cái tên này Vì không biết làm thế nào Cô chỉ đành để anh vào nhà nấu đồ ăn cho anh Ăn xong anh nhớ phải đi đấy Em không nói gì Chỉ bước vào nhà ngồi xuống ghế sofa Anh đợi tôi chút tôi đi làm đồ ăn Nhà y vào bếp chuẩn bị nấu cơm Cô nấu những món ăn bình thường không quá cầu kỳ Thấy cô bận rộn Anh cũng chạy vào phụ cô anh từ đằng sau vòng tay qua eo cô tựa cầm vào vai cô nhà y giật mình anh vào đây làm gì bỏ tôi ra anh muốn giúp em nấu cơm thôi mà vậy thì anh đi nhặt rau đi anh hôn chụt vào cổ cô làm cho mặt mày cô trở nên đỏ rực cô quay đầu nói to nếu anh còn như thế nữa tôi đuổi anh ra khỏi nhà đấy nhìn cô có chút xấu hổ anh buông cô ra rồi đi nhặt rau nhặt xong anh phụ cô thái thịt cắm cơm Cô không ngờ đường đường là tổng tài thế mà biết làm những chuyện này. Cô tự nghĩ, nếu bây giờ 5 năm trước có phải tốt không? Thật ra cô vẫn yêu anh, nhưng cô không dám đặt trái tim mình cho anh lần nữa. Cô biết những người hãm hại cô vào 5 năm trước đã bị anh xử lý hết. Cô sợ tái lập như 5 năm trước, quả là cô rất sợ. Cô nghĩ mình hoàn toàn quên được anh, nhưng không, anh liên tục xuất hiện trước mặt cô, làm cô không quên anh được. Một lúc sau đồ ăn chín Hai người cùng bê thức ăn ra bàn Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng Anh cảm thấy bữa ăn này thực ấm áp Nhìn họ như một đôi vợ chồng mới cưới vậy Ăn xong anh nhận phần rửa bát Em đi tắm đi Để bát đó anh rửa cho Nhà y nghe lời đi tắm Vì cả ngày nay đi nhiều nơi Cô muốn đi tắm thư giãn đầu óc Anh rửa bát xong thì ra sofa Ngồi giải quyết công việc trên điện thoại Cô tắm xong bước ra Tưởng rằng anh về rồi Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi mà không mặc đồ lót Anh xanh còn ở đây Anh nhìn cô tắm xong lại ăn mặc như vậy Anh nuốt nước bọt nói Em mặc thế này để quyến rũ anh à Cô xấu hổ muốn chạy vào trong Mặc bộ đồ kín đáo rồi ra ngoài Anh còn ở đây đến khi nào Tôi muốn nghỉ ngơi Anh không thể ở lại đây à Đây là nhà tôi Anh muốn ngủ thì về nhà anh mà ngủ Anh đứng dậy đi đến chỗ cô Hôn vào chán cô Chúc em ngủ ngon Nói xong anh quay người rời đi Cô lúc này không biết phải làm sao khi tim mình không ngừng đập nhanh. Mình bị làm sao thế này? Rõ ràng không muốn dính líu gì tới anh ta cơ mà. Vừa nói, cô lấy tay đập vào đầu mình cho tỉnh táo lại. Kể từ hôm đấy, buổi sáng nào anh cũng gửi hoa đến công ty cô, đi kèm với một lá thư. Hôm hoa tulip tự trưng cho lời bày tỏ tình yêu. Hầu nay tặng hoa oải hương, tự trưng tình yêu thủy chung không biết ngày mai hay ngày kia anh định tặng gì nữa. Thư ký của cô gõ cửa Chủ tịch à, có người đưa quà đến Vứt đi Dạ, hôm nay không phải hoa mà là gấu bông ạ à. Thư ký đưa đến để lên bàn cô Rồi sau đó xin phép ra ngoài Nhà y nhìn con gấu bông Bất giác lấy tay trọt chọt vô cùng thích tay Cô lấy lá thư ra đọc Mỗi một lá thư do chính tay anh viết Chữ anh rất đẹp và gọn gàng Anh có thể đánh đổi mọi thứ Làm mọi cách để được bên em Em là ánh sáng duy nhất của anh Thần viết những dòng chữ thân tình Anh dùng mọi tình cảm của mình viết cho cô từng lá thư Anh chưa bao giờ viết thư tay cho bất cứ ai Cô là người duy nhất anh quan tâm và để ý đến Chỉ có mình cô mới là người làm anh bận tâm nhiều như vậy Đọc lá thư không hiểu sao nước mắt cô rơi Chẳng nhẽ cô động lòng rồi Không, trước khi anh đối xử với mình thế nào Chẳng nhẽ mình bỏ qua dễ dàng cho anh được ư? suy nghĩ xong nhà y lấy khăn lau đến nước mắt tập trung lại làm việc sau ngày đó cụ không thấy anh viết thư nữa chỉ gửi quà đến mỗi ngày một món khác nhau vì anh bận đi công tác ở paris một tháng không có thời gian viết thư nên anh chỉ đành nhờ thư ký của mình hàng ngày gửi quà cho cô thần mặc dù bận nhưng anh luôn nhớ đến cô đang làm việc mà anh lại suy nghĩ không biết cô đang làm gì vì lo lắng cho cô gái nhỏ ở một mình Anh thuê những người có trình độ chuyên nghiệp Ân thầm bảo vệ cô Một tháng sau Khi giải quyết hết mọi công việc ở Paris Thần đặt vé máy bay về nước Hãy gọi điện cho trợ lý Đặt cho tôi một vé về nước trong ngày hôm nay Bước xuống sân bay Anh lái xe đến nhà nhà y vì anh rất nhớ cô Đứng trước cửa nhà anh bấm chuông Nhà y chạy ra mở cửa Chưa kịp xem người đó là ai Anh nhào về phía cô ôm trong lòng Quả thực một tháng này không gặp cô anh nhớ đến phát điên lên được. Anh bị làm sao thế? Tối rồi chạy đến nhà tôi. Vừa nói nhà y lấy tay đẩy anh nhưng không đẩy được. Anh càng lúc càng ôm chặt cô. Để anh ôm em một lúc. Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi cho nên cô đứng đó để anh ôm. Được một lúc cô thấy khó chịu liền lên tiếng. Thôi được rồi đừng đứng ngoài này nữa vào trong đi. Nghe cô nói với anh bỏ cô ra đi vào nhà. Nhìn sắc mặt anh cô đoán anh có vẻ rất mệt mỏi. Mặt mày xanh sao Cô chạy vào nhà lấy cốc nước đưa cho anh Anh uống đi Chưa kịp đưa nước bị anh kéo xuống ngồi trên đùi mình Nhà y lo lắng Anh bị làm sao thế Thần tựa đầu vào hõm cổ cô thì thầm Anh không sao Chỉ là có chút nhớ em Vừa nói anh hít lấy mùi hương trên cơ thể cô Hương thơm không lẫn đi đâu được Làm cho anh cảm thấy rất thoải mái Anh ngước lên nhìn cô Lúc này bốn mắt chạm nhau Cô có chút phím hồng trông rất đáng yêu em nhớ anh chứ thực ra trong suy nghĩ của cô cô nhớ anh nhưng miệng cô thì nói một nẻo không tôi không nhớ gì hết thật không đấy cô không trả lời quay mặt ra chỗ khác để tránh ngại ngùng vì không hài lòng với câu trả lời của cô anh giữ lấy đầu cô xoay về phía mình anh hôn rất nhẹ nhàng nhưng rồi sau đó càng lúc càng mãnh liệt bàn tay không yên vị tiếp tục lần mò không được anh biết mình đi quá giới hạn vì cô chưa chấp nhận anh anh đành phải cố gắng mà chịu đựng. Anh xin lỗi, lại không kìm chế được. Muộn rồi em nghỉ ngơi đi, anh về trước nhé. Ly và Thành yêu nhau hơn 5 năm, tình cảm rất hạnh phúc. Vì tháng sau hai người tổ chức đám cưới, cuối tuần này Ly rủ nhà y cùng nhau đi thử váy cưới. Cậu thấy bộ này đẹp không? Ừ, đẹp đấy. Cậu là cô dâu xinh nhất mình từng thấy. Thôi đi, đừng có chọc mình. Hay cậu thử đi. Thôi, mình làm gì có bạn trai đâu mà thử. Không phải Hàn Tổng đang tán lại cậu à Sao không thử yêu xem lần nữa Dù sao cậu có chút tình cảm với người ta mà Thôi Mình chỉ sợ như 5 năm, năm trước Mình không dám yêu anh ấy thêm một lần nào nữa Với lại anh ấy cũng không có ấn tượng tốt với ba mẹ mình Cậu chưa thử làm sao mà cậu biết chứ Còn về chuyện của hai bác Không phải họ rất thương yêu cậu Chỉ cần cậu đồng ý Họ nhất định ủng hộ cậu Thôi nghe theo con tim Có bây giờ và thử váy cưới cùng mình Nhanh nhanh Nhã y gật đầu 5 phút sau đó cô bước ra ngoài với bộ váy cưới lộng lẫy Ui nhã y ơi Cậu xinh không khác gì công chúa luôn ý Gớm ừ, cậu cũng xinh mà Ly lôi điện thoại từ túi sách Chụp hình của nhã y Rồi sau đó gửi thẳng cho thần Trong phòng làm việc của thần Điện thoại kêu lên Anh cầm xem Hóa ra là Ly gửi ảnh nhã y mặc váy cưới Miệng anh nhòe miệng cười, ngắm nhìn thực lâu, sau đó quyết định lấy nó làm hình nền điện thoại. Vì hôm nay chủ nhật, cô chỉ đi cùng Ly buổi chiều một lúc, tầm 4 giờ 30 cô đã về. Trong lúc đi ngang siêu thị, cô tiện chân ghé vào mua chút đồ ăn làm bữa tối, tình cờ cô lại gặp thần. Vì muốn tránh mặt, cô đi vòng sang hướng khác để tránh đụng mặt, nhưng mà sự thực cô bị anh nhìn thấy. Trùng hợp vậy ư? không trùng hợp đâu khi anh đang định mua đồ ăn mang đến nhà cho cô thì gặp cô ở đây nhà y nhìn anh không nói gì em mua đồ à để anh phụ cho cô vừa đi chọn đồ còn anh thì đẩy xe đi theo lúc này ở siêu thị ồn ào vì hai người họ trông quá đẹp đôi mấy cô gái ghen tị với cô khi có người chồng vừa đẹp trai lại vừa chu đáo như anh anh được đà lấn tới bà xã chúng ta mua thêm gì không em cô tức giận nói À là bà xã của anh hả Nói xong cô bước ra quầy thanh toán Bà xã đợi anh Anh hét to làm mọi người chú ý Nhân viên thanh toán nói Của cô hết 5 triệu hai. Để anh trả cho Anh đưa thẻ cho nhân viên Cô đúng là có phúc Có người chồng vừa đẹp trai ga lăng Đúng là ngưỡng mộ hai người quá Chúng tôi cảm ơn cô nhé Chúng tôi đi trước Nhà y định giải thích hiểu lầm Thì thần nhanh miệng chen vào lôi cô đi Anh làm gì vậy Sao không cho tôi giải thích anh em có nói nữa anh không ngại hôn em đâu đồ điên em nói cái gì cơ không có gì vừa nói cô vừa bước đi mọi đồ đạc do anh cầm hết cho nên cô đi rất nhanh nhưng với sức của anh nặng hơn nữa anh vẫn đuổi kịp được về đến nhà hai người cùng nhau nấu cơm trong lúc ăn cơm mẹ cô gọi tới nhà y à dạo này khỏe không con ăn uống có đầy đủ không đấy con vẫn khỏe mẹ ạ cuối tuần sau về nhà một chuyến đi bạn mẹ có đứa con trai đến tuổi kết hôn Vẫn đang độc thân Mẹ giao xếp thời gian cho hai đứa gặp nhau Mẹ à Con chưa muốn nghĩ tới chuyện đó Dù sao con cũng từng là người có chồng rồi mà Chàng trai đó rất tốt Không quan trọng trước kia con có chồng đâu Nhưng mà mẹ nhường nhị cái gì Cuối tuần sau về đấy Mẹ à Cô chưa kịp nói xong mẹ cô cúp máy Thần ngồi cạnh coi như nghe hết cuộc trò chuyện giữa hai người Trong lòng anh suốt ruột nếu mình không nhanh tay Có lẽ cô thuộc về người đàn ông khác mất Cuối tuần sau em về nhà Ừ Có thể không về được không Tất nhiên là không Ăn cơm xong trời gần tối Mà bên ngoài thì đang mưa Thần rửa bát xong đi lại ghế sofa ngồi Ăn xong rồi anh nên về đi Mặt anh tỏ vẻ ủy khuất Bên ngoài đang mưa Chẳng nhẽ em không có chút tình người Quả thực bên ngoài mưa rất to Lại có cả sấm chớp Bây giờ đợi anh về quả là rất nguy hiểm Vậy đang nói thì sấm đánh rất to làm nhà cô mất điện cô hét lên rồi sợ hãi ngồi xuống đất bít tai lại anh lo lắng chạy đến ôm lấy cô em không sao chứ tôi tôi sợ quá không sao đâu có anh đây rồi lời của anh an ủi tinh thần làm cho cô bớt sợ anh bế cô đi vào phòng đặt cô xuống giường rồi để tay lên đầu cô em ngủ trước đi cô sợ hãi nắm chặt tay anh anh đừng đi được không tôi tôi sợ lắm hành động của cô làm anh bất ngờ Lần đầu tiên sau 5 năm cô chủ động như vậy, anh cảm thấy vui lắm, anh đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô, "Được rồi, em yên tâm." Lúc này cô yên tâm nhắm mắt, anh rất biết nắm bắt thời cơ kéo chăn lên nằm cạnh cô, để đầu cô trên tay mình, dụ ôm cô trong vòng ngực săn chắc. Cô cũng không phản kháng, cứ để anh ôm mình, thực ra hơi ấm vòng tay anh làm cô cảm thấy an toàn. Nhạy Y nghe được tiếng nhịp tim của anh đập rất mạnh. Cứ thế hai người chìm sâu vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau, cô dậy không thấy anh bên cạnh mình nữa, cô cứ tưởng là anh đi rồi. Vệ sinh cá nhân xong, đi ra ngoài thì bóng dáng cao lớn của người đàn ông nấu ăn trong bếp, người đó không ai khác chính là Thần. "Em dậy rồi đấy à? Đồ ăn sắp xong rồi, em ngồi xuống chờ anh lát." Ăn sáng xong cả hai đều đến công ty. Cuối tuần như đã hẹn, nhà y về nhà. "Mẹ à, về rồi đấy à? Mau mau lại đây, cậu ấy đợi con lâu rồi đấy." mẹ cô kéo tay cô vào trong nhà lại đây ngồi nào cậu ấy tên là nhật dương đang làm bác sĩ ở bệnh viện lớn trong thành phố đây cũng là con trai của bạn mẹ quan trọng còn độc thân đấy dương à đây là con gái gì tên nhà y hai đứa cứ nói chuyện nhé mẹ đi vào bếp lấy chút hoa quả dương lên tiếng chào em anh hiện đang là bác sĩ ở thành phố này vâng chào anh tên tôi là nhà y không khí ngượng ngùng diễn ra giữa hai người hoa quả đến rồi dương à ăn đi cháu dạ vâng ạ cháu chào cô chú cháu xin phép ạ à. bệnh viện có việc gấp cháu phải đi ừ thế khi nào rảnh thì qua nhà cô chú chơi dương lái xe rời khỏi nhà họ tần mẹ cô quay sang hỏi con thấy cậu ấy thế nào rất đẹp trai đúng không gia đình gia giáo mẹ thích lắm con không thích đâu mẹ thích thì mẹ lấy ơ ừ, cái con này ăn nói thế à nhà y bỏ lên phòng Đấy ông xem Con ông lớn rồi không nghe lời tôi nữa kia kìa Thì con bé không thích bà ép nó làm gì Chứ không phải tôi lo lắng cho nó à Con nó lớn rồi Tốt nhất đừng có can thiệp quá vào chuyện của nó Ông Hai cha con ông thì giỏi rồi Vì quá tức giận Bà bỏ vào trong phòng Ở kia, ở kia Ông đưa tay lên thái dương dày dày Tại phòng của nhà y Cậu làm sao thế Ba mẹ mình bắt mình về xem mắt Hả? Thế có đồng ý không? Thì đương nhiên là không Cậu vẫn thích Thần đúng không? Mình biết cậu thích anh ta Nhưng sao không cho Hàn Tổng một cơ hội để sửa sai Mình... Cậu nghe theo con tim mình đi Mình sẽ ủng hộ cậu Ừm... Thôi mình cúp máy nhé Nói chuyện với nhà y xong Ly gọi cho Hàn Cung Thần Alo? Này ba mẹ nhà y Tìm được đối tượng kết hôn cho cô ấy rồi đấy Nhanh thế Cô cho tôi biết bây giờ cô ấy ở đâu ở nhà ba mẹ Được rồi cảm ơn cô Anh cúp máy rồi rời khỏi công ty đến nhà cô ngay Buổi tối tại nhà họ Tần Cô dùng xong bữa lên lầu tắm rửa Chuẩn bị nghỉ ngơi Bên dưới thần đứng dưới cổng nhà cô Nếu bây giờ anh vào chắc chắn bố mẹ cô không cho Anh quyết định trèo tường Phòng cô ở lầu 2 cũng không phải là khó trèo Với thể lực của anh Chắc tầm 5 phút là có thể lên tới nơi Nghĩ là làm Anh trèo lên phòng cô Nhà y nghe tiếng động ngoài ban công Cô chạy ra xem Bất ngờ có bàn tay lớn vòng qua người cô ôm trong lòng Thần nhanh tay bịt miệng cô lại Là anh đây Sao xanh trèo tường Anh sợ đi cổng chính ba mẹ không cho Cho nên anh mới trèo tường Cô đẩy anh ra Nhìn người anh từ trên xuống dưới lo lắng Anh không sao đấy chứ Thần kéo cô vào người vừa ôm vừa xoa đầu cô Anh không sao Với lại chỉ cần nhìn thấy em Thì có thế này đã là gì đâu Anh nhớ em lắm anh đẩy nhẹ cô ra, rồi nhìn thẳng vào mặt cô hôn lên trán cô. Hôm nay ba mẹ ba đem về xem mắt à? Cô không nói gì chỉ gật đầu. Vậy thì anh ta thế nào? Có đẹp trai bằng anh không? Cô thành thật gật đầu tiếp. Thần cau mày, mặt mày đen sì, trên trán bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Anh nhìn thẳng mắt cô, cúi xuống ngậm lấy đôi môi cô. Thế nào? Anh ta vẫn đẹp trai hơn anh á? Nhạy lắc đầu. Anh hài lòng với câu trả lời của cô rồi hỏi tiếp em đồng ý với hắn ta không đấy không có anh đặt tay lên má cô nhẹ nhàng nói ừ được rồi ngoan lắm nhà y nhìn anh đôi mắt long lanh làm anh kìm không được tiếp tụ hôn cô không phản kháng mà đi theo dẫn dắt của anh cô còn biết phối hợp với anh làm cho anh cảm thấy rất vui anh bế cô lại giường nhẹ nhàng đặt xuống sau đó cởi bỏ áo sơ mi trên người mình thân hình anh rất đẹp cơ bụng sáu múi rõ nét cơ bắp cũng rất rắn chắc Hai người cứ thế hôn nhau Để khi hút hết dưỡng khí của cô Anh mới buông cô ra Rồi dần dần cắn nhẹ vành tay cô Những tiếng kêu của cô như là cổ vũ cho anh Càng muốn chiếm hữu lấy cô Thôi đi Đừng có hôn được cổ nữa Ngày mai ba mẹ phát hiện thì sao Vậy hôn chỗ khác nhé Giọng anh tràn đầy dục vọng nói nhỏ vào tai cô Làm cho cô cảm thấy vô cùng ngại ngùng Rồi sau đó Chuyện gì tới cũng đã tới Một hồi lâu sau đó Nhà y vì mệt quá mà ngất đi Anh bế cô vào phòng vệ sinh cá nhân Rồi ôm cô trong lòng mà ngủ Bảo bối à em ngủ ngon Thần hôn nhẹ lên trán cô Sau đó đắp chăn cả hai cùng ôm nhau ngủ Buổi sáng cô dậy sớm mở mắt không thấy anh đâu Chắc hẳn đã đi từ sớm rồi Hôm nay ngày kết hôn của Thành và Ly lễ cười diễn ra rất nộn nhịp Nhà y à cậu đến rồi đấy à Ừ um, cậu mặc váy cưới đẹp quá trong căn phòng cô dâu ngập tràn tiếng cười đùa của hai cô gái Mình nhớ chồng quá Gớm, chưa lấy người ta mà gọi là chồng rồi Háo sắc thật Có ai như cậu đâu Cậu Nhà y bị lý chọc cho câm nín Kiệt bước vào bảo Ai kia sắp lấy chồng rồi à Ghen tị quá nhỉ Ly lườm lườm bạn Thằng nhóc kia Chưa có bạn gái thì phải gọi là chị đấy Ai bảo tôi chưa có bạn gái Anh dẫn một cô gái theo vào Bề ngoài rất dễ thương và hiền lành Lê chạy đến nắm bắt vai cô Cô bé này Thế nào mà em bị thằng nhóc này lừa Nó cái gì cũng không có tốt Chỉ có mỗi vẻ ngoài đẹp trai sáng sủa này Ngoài ra không có cái gì đâu Kiệt mặt máy cao có Bà cô Bà nói cái gì thế hả Chẳng phải hôm nay bà là nhân vật chính Không thì cô mà Không thì sao Nhà y thế hai người đấu võ mùng Cũng cảm thấy mệt liền chạy đi giảng hòa Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa có được không kiệt và ly đồng thanh không nhà y chạy đến làm quen bạn gái của kiệt em ngồi xuống đây đi cô rất lễ phép dạ vâng ạ em tên gì thế dạ em tên kiều ạ tên hay quá nhìn em cũng rất xinh không biết thằng nhóc kia có gì thu hút em nhỉ nhà y rất hóng chuyện kiệt thấy vậy chạy đến bên cạnh kiều này đừng có dọa sợ bạn gái tớ đấy nhà y quýnh và tay kiệt rồi trêu chọc theo đuổi người ta kiểu gì mà tài nhở muốn biết không nhà y gật gật còn lâu mới nói nhá cậu đừng tưởng có bạn gái là mình không đánh nhở kia quay sang kiều kiều này em phải bảo vệ cho anh lúc này một người phục vụ chạy vào sắp đến giờ cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường rồi ạ bây giờ trong phòng cô dâu mới nháo nhào lên chuẩn bị trên lễ đường ly được cha mình đưa lên còn thành trông rất đẹp trai với bộ âu phục chú rể cha đọc lời thề của cả hai con đồng ý ạ à? buổi lễ diễn ra thành công buổi tối ly về biệt thự của thành trước còn anh ở lại để tiếp khách theo đuổi được vợ cũ chưa im miệng uống rượu đi thiên cũng đến chúc mừng bên cạnh anh có một người bạn nữ không ngờ trần tổng của chúng ta có bạn gái còn ai kia vẫn một mình không ai chung chăn chung gối đúng là cô đơn thế nhỉ Thành cũng trêu chọc thần Vì hôm nay là ngày vui của bạn Cho nên anh phải nhịn Thiên lên tiếng Giới thiệu với mọi người đây là bạn gái mình Cô ấy tên là Katin Chúng mình có duyên gặp nhau bên Mỹ Thành lên tiếng Chào cô, rất vui được gặp Kalin cũng cúi đầu chào Vâng, chào anh ạ Thần vẫn đứng đó uống rượu Không quan tâm mọi người xung quanh đang nói chuyện gì Bữa tiệc kết thúc Thành được thư ký lái xe về biệt thự anh về rồi đấy à ừ xem không ngủ trước đi em muốn chờ anh anh vào tắm trước đi à ok vợ đợi anh nhé trong phòng tắm tiếng nước sóc rách vang lên ly suy nghĩ đến chuyện đó cô đưa tay sờ sờ mặt cảm thấy xấu hổ quá đi mất hay à ngại quá nhỉ em làm gì mặt mày đỏ thế em bị sốt à không chắc em nóng quá anh đi đến ngồi cạnh cô đặt cô lên đùi mình thật không hay em đang nghĩ đến chuyện đó hả thành gian manh trêu chọc cô. Em em không, anh nghĩ cái gì thế? Anh có nghĩ gì đâu, trong đầu em nghĩ cái gì mới đúng. Anh xấu tính. Sao cơ? Anh áp tay mình lên má cô. Hôm nay em mệt không? Cô lắc đầu. Anh luồn tay cô xuống gáy rồi kéo cô hôn cô. Hai người cứ thế dây dưa với nhau mãi. Sau đó, anh chỉ muốn đánh dấu chủ quyền trên cái cơ thể ngọc ngà này. Hôm nay thần quyết định đến nhà nhà y. Sao cậu đến đây Chúng tôi không chào đón cậu cậu về cho Ba Ba cho con vào trong được không ạ Có có chút chuyện muốn nói Ai là ba cậu chứ Ông Trương từ chối thẳng thừng không cho anh vào Con sẽ đứng đây để khi ba Để khi hai người cho con vào ạ Anh quyền quyết không từ bỏ Vì để cô quay trở lại Anh phải làm bằng mọi cách Mẹ lật thần đứng trước cổng tần ra một ngày một đêm Ông Trương cũng không cho anh vào trong Ban đêm trời có sương Cộng thêm hôm nay thời tiết mưa Nhưng anh vẫn một mực không chịu đi Nhà y lo lắng cho anh Không biết anh có xảy ra chuyện gì không nữa Ba, anh ấy đứng đó cả một ngày Bên ngoài trời còn đang mưa nữa Nhà y dối rít lắc lắc tay bà Con quên trước kia nó đối xử với con thế nào à Bây giờ còn cầu xin cho nó à Nhưng anh ấy biết lỗi rồi mà ba Ta không đồng ý Có lên phòng đi Ba Không nói nhiều nữa Đi lên phòng Cô đau lòng khi cô biết anh rất cố chấp Cô cầm lấy ô chạy ra cổng Cái con bé này đứng lại ngay cho ta Nhưng cô cứ thế một mực chạy ra Xanh ngốc thế hả Trời đang mưa thế này không tìm chỗ mà chú à Lỡ bị bệnh thì phải làm sao Anh không sao Chỉ cần ba mẹ em đồng ý tha thứ cho anh Anh cam tâm tình nguyện Vì anh yêu em Nhưng anh đứng đây mãi thế này Không phải là cách thuyết phục được ba mẹ em Thần đưa tay lên má cô Em tin anh chứ Cô gật đầu Vậy ngoan lắm Mau vào nhà đi không có bị cảm lạnh đấy Không em muốn đứng đây cùng anh Như vậy ba mẹ em lo lắng đấy Khi nào họ cho anh vào thì em mới vào Cô càng lúc càng cứng đầu Hai người trong nhà thì không khỏi suốt ruột Ông ơi Hay cho bọn trẻ vào Dù sao cậu ta cũng là sự lựa chọn của con bé mà Không phải bà luôn tìm đối tượng kết hôn cho con à Sao bây giờ đổi lại là cậu ta dù em có tìm bao đối tượng kết hôn với con bé con bé nó không chịu vì trong lòng nó chỉ có một hàn cung thần nếu không phải cậu ta nó không lấy ai đâu ông trương không yên tâm kêu quả gia đi ra gọi hai người vào thưa tiểu thư và hàn tổng ạ lão gia cho gọi hai người ạ thật à chả nhẽ ba mẹ tôi thay đổi ý kiến à cô vui mừng quá nhảy cẫng lên người anh mười hai người vào trong lão gia lão phu nhân đang đợi cô vui mừng kéo tay anh vào trong nhà trong lòng anh cảm thấy giảm đi một gánh nặng biết mình sắp thành công cũng vui mừng lắm con xin lỗi trước kia không chăm sóc được cho nhà y con thực sự hối hận ạ à? tôi làm sao tin cậu thực lòng với con bé đây dạ con xin thề sau này con chăm sóc cô ấy thực tốt con cho cô ấy những gì mà con có kể cả tính mạng này anh nói chắc nịch như muốn tuyên bố với cả thế giới đời này kiếp này chị yêu mình cô cậu chỉ có thể nói mồm vậy tôi chẳng tin Vậy con chuyển cho nhà y 50% số cổ phần con có Dứt lời anh gọi cho trợ lý Kêu chuẩn bị giấy nhựa cổ phần Nghe những lời này của thần Ông Trương biết anh thực lòng muốn bảo vệ con gái mình Thôi được rồi Tôi biết cậu có thành ý Lần này tôi tha thứ cho cậu Nếu cậu còn làm con gái chúng tôi khóc một lần nữa Đừng mong sự nhân nhượng của tôi Thần vui mừng ôm cô trong lòng Cuối cùng anh được đường đường chính chính ở bên em rồi Em cũng rất vui Thần và cô nắm chặt tay nhau Rồi cùng nhau cảm ơn bà Thôi cậu về đi muộn rồi đấy Dạ vâng ạ Thần chào tạm biệt hai người rồi đi về Nhà y muốn tiện anh cũng chạy ra theo Sao không lên phòng đi Không cần phải tiện anh đâu mà Anh ghét bỏ em đấy à Nào có anh thương em còn không hết đấy chứ Đi đến xe của anh Thần ôm cô trong lòng rồi đặt môi mình lên môi cô Một nụ hôn ướt át kéo dài tận mấy phút Cô đánh nhẹ vào ngực anh Thần thật hận khi không thể ăn cô ngay lúc này từ không muốn rời xa em chút nào Ừ em cũng thế Hay từ ngày mai Em chuyển sang biệt thự của anh sống đi Như thế không được Ba mẹ vừa đồng ý cho chúng ta quay lại mà Sao lại không được Em dù sao cũng là vợ anh Quy định như thế Ngày mai anh tới đón Nói xong anh lái xe về Từ lúc chuyển hết đồ qua biệt thự của anh Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau đêm qua không chỉ nghe những lời ngọt ngào êm dịu lỗ tai mà lại còn là đêm nồng cháy cho dù hôm nay mệt đau nhức khi thức dậy nhà y không một lời mắng không một lời rủa cái tên yêu nghiệt kia tỉnh dậy trong trạng thái ê nhức quay người sang nhìn người bên cạnh vẫn đang trong giấc ngủ đôi môi khẽ nhách tạo thành nụ cười hoàn hảo rất tươi và chứa đầy sự hạnh phúc trong đáy mắt ngón tay khẽ đưa lên vầng trán người bên cạnh vuốt vuốt xuống mũi rồi đến bờ môi bỗng dưng đôi môi mở ra rồi cắn yêu vào ngón tay nghịch ngợm đôi mắt tên yêu nghiệt kia mở ra kèm với nụ hôn quyến rũ làm cô như chết lặng mới sáng ra em kích thích quyến rũ anh đấy à chả nhẽ đêm qua chưa đủ với em à không có anh đừng hiểu nhầm như thế ai muốn anh đâu chứ chỉ có anh là tự luyến thôi anh không tự luyến đó là sự thật Em không kích thích và quyến rũ anh Nếu em thấy đêm qua đủ với em Đừng có đem cái định lý của anh ra nói ở đây Cô hách mặt sang một bên Nhắm chặt mắt làm vẻ hờn rũi Từ khi ở bên thần Cô thường xuyên có hành động trẻ con này Nhưng nó khiến thần thích thú Chẳng phải vì điều gì cả Mà vì cô dễ thương Trái tim lẫn lý trí của anh không chống cự lại được Anh kéo cô lại gần mình Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vợ nhỏ để đầu cô tựa em trong lồng ngực mình Anh nói Được rồi, anh sai rồi Vợ đừng có dỗi nhé Em sẽ khiến anh không chịu nổi mà nuốt chửng em đấy Nuốt chửng em á? Ừ Anh không muốn người ngoài nhìn thấy cô vợ xinh đẹp của anh Anh không muốn ai thấy nụ cười khuyên nước khuyên thành này của em Trừ anh ra Nhà y Em đúng là khiến anh chỉ muốn nuốt chửng em thôi Từng lời từng chữ cô nghe mà lại không sót một từ nào. Trong lòng ấm áp, cô quên mất tối qua bị tên yêu nghiệt hành hạ trên giường. Cô đưa chân chạm xuống mặt đất, nền đất lạnh lẽo khiến cho cô run cả người. Cô quấn chiếc chăn quay người rồi đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước ấm. Đầu óc được thư thả, dần dần cô có ý nghĩ đó là về em bé. Năm nay, cô hai sáu, cô nhớ lúc trước khi mang thai đứa con đầu tiên cô mong ngóng biết bao nhưng rồi phải chào tạm biệt con khỏi thế giới này trần thế này là địa ngục nào ai biết trước được điều gì đâu ngoài việc chấp nhận cô làm gì có thể thay đổi vận mệnh thời gian luôn trôi vạn vật đều có sự sống lẫn cái chết chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc bỏ qua tất cả và tiếp tục cuộc đời mình rời bỏ nó chúng ta chẳng thay đổi được sự việc bởi nó là vận mệnh nên đưa bé ra đi Không phải là ý muốn của ai Không trách được ai Chỉ là do bản thân mình không làm tốt chức trách Sau một hồi suy nghĩ Nhà y lắc đầu thoát khỏi dòng suy nghĩ Việc bây giờ trân trọng những gì mà mình đang có Nhẹ nhàng bước ra khỏi bồn tắm Lấy khăn lau nhẹ người rồi thay đồ đi ra ngoài Vừa ra ngoài thấy ai đó chăm chăm nhìn vào laptop Cô bước đến nhìn vào màn hình thì ra anh xử lý vài vụ việc xảy ra gần đây Đương nhiên ai đó không cho cô đi làm vì sợ cô mệt mỏi Nhưng ý nghĩ cô ở nhà đã bị bác bỏ Cả hai đang chăm chú Giọng nói của anh vang lên Hôm nay cha mẹ qua đây đấy Cha mẹ qua đây á Làm gì thế hả Em không biết Nhưng nghe bảo là quan trọng lắm Như thần đã nói Đúng là ba và mẹ anh đến đây Và việc quan trọng ấy đó là Nhà y à Điều quan trọng ở đây là Chừng nào con mới chịu cho ba và mẹ Có cho ám bồng với người ta Ba mẹ đến tuổi cần làm ông bà nội lắm rồi đấy Vậy ta mới đến đây này Thần à Con là con của ba Đáng lẽ con phải thừa hưởng chút gì đó từ ba Năm mẹ con 21 tuổi đã mang thai rồi Bởi vậy mau mau cho ba mẹ bế bồng cháu chắt đi Đúng đấy Mẹ nói rồi Mau mau cho mẹ bế cháu Không thì đừng trách mẹ ác đấy nhá rồi 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 Lý do con không muốn vợ con mệt mỏi Khi cái vác cái bụng to thôi Chứ nếu muốn thì mẹ có cháu từ lâu rồi Đừng nói với mẹ Con với con bé không Mẹ, việc này là trách nhiệm của con Mẹ yên tâm Chắc chắn sẽ sớm có cháu bồng Hứa với mẹ luôn đấy Chỉ là mẹ nên bảo con dâu mẹ hợp tác chút Nhà y quay sang tên lưu manh kia liếc một cái Thần cũng nhún vai cười nhẹ Vẫn là cái tên này quá là yêu nghiệt không thể làm cô giận Sau khi cha mẹ về Thần biết tội nên xin lỗi vợ Anh xin lỗi vợ nhé Lúc nãy nếu anh không nói thế Mẹ không tha cho chúng ta Mong vợ động lòng tha tội cho anh Coi như anh biết ăn nói Tha cho anh Thế rồi anh ngẫm cô lên Bước lên phòng chuẩn bị cuộc chiến trên giường tiếp theo Sáng hôm sau Mặt trời ló dạng Một ngày mới bắt đầu Nắng chiếu dọi vào phòng Hai con người nằm trên chiếc giường êm ái Cùng ngủ giấc nồng say Có lẽ đêm qua vận động nhiều Hôm nay cả hai đều mệt mỏi Khẽ chớp chớp mắt tiếp nhận ánh sáng Cuối cùng cô cũng tỉnh giấc Nhìn người kế bên ngủ ngon Trong lòng cô càng ấm áp Ngày tháng trôi qua êm đềm không chút sóng gió Nhìn nhẹ bình thản Có lẽ do hai người trải qua biết bao khó khăn Để bây giờ được ở cạnh nhau Bé nhẹ chăn đặt chân xuống đất Rồi vào nhà tắm làm vệ sinh đầu óc thoải mái khi hòa mình với dòng nước ấm bao mệt mỏi cũng từ đó tan biến thần thức dậy không thấy ai bên cạnh anh định đi tìm cô nhưng nghe tiếng nước róc rách thì giảm bớt lo âu trong lòng em vươn tay lấy cái điện thoại trên chiếc bàn kê bên giường sau đó gõ gõ rồi lại đặt xuống ngồi dậy cô lúc này từ nhà tắm bước ra trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang người tạo ướt xóa xuống trên gương mặt đọng lại vài giọt nước tạo nên sức hút mê người nghe hiện tại thần thấy mình may mắn khi có thể chiếm giữ trái tim lẫn tình yêu của cô một người phụ nữ tuyệt vời tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành anh nhìn gì thế không mau làm vệ sinh cá nhân đi à bây giờ chỉ muốn lưu lại khoảnh khắc này thôi em đẹp thật đấy cô mỉm cười lấy cái khăn bông khác trong tủ lau khô tóc thần tiến lại gần ôm cô nói khẽ vào tai cô anh đúng là may mắn khi gặp được em em là người duy nhất khiến anh mất bình tĩnh là người duy nhất có khả năng khiến anh mất kiểm soát và tự chủ. Ngay lúc này chỉ muốn đè em dưới thân thôi. Cô đỏ mặt, không hiểu vì sao anh có thể nói ra những câu này, ngượng chín mặt cô rồi. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng người đàn ông này không thể chống cự. Có thể nói lý trí muốn cưỡng chế, nhưng trái tim thì không. Thấy vẻ mặt đỏ của cô, thân bật cười, đúng là cô gái này có sức cuốn hút không hề nhỏ vẽ lọn tóc cô sang một bên ghé sát môi và vành tai nhạy cảm hơi thở nóng cảm nhận rất rõ anh dùng răng cắn nhẹ vành tai rồi xoay lưng đi vào nhà tắm sau khi ai đó vào bên trong nhà tắm nhà y bộc lộ cảm xúc thật bên trong tay che mặt ngồi xuống giường thực là không biết vì sao cô không thể nói gì với thần cô đứng dậy lấy đồ để thay cho chiếc khăn tắm thay xong hai người cùng ra ngoài ăn sáng Chẳng hiểu sao hôm nay thần lại muốn ra ngoài ăn Trên chiếc BMW màu đen Hai người cũng không nói một câu Chỉ có nhà y ngồi lầm bầm một mình Vì những cái dấu đo đỏ tim tím trên cổ Cô quên bé áng mất việc này Dùng mái tóc dài che phủ dấu vết hoan ái Gương mặt dãn ra thở vào nhị nhóm Xe chạy đến nhà hàng sang trọng Hai người tay trong tay vào trong Khi ra ngoài Hai người toát lên vẻ cao ngạo lạnh lùng Giống nhau như vậy Người ta bảo trời sinh một cặp đúng là không sai Đi đến bàn ăn riêng cho hai người Nhìn thoáng qua lúc đầu giản dị đúng kiểu cô thích Nhìn nếu nhìn kỹ Những vật liệu làm nên chỗ này không hề rẻ Ngồi xuống bàn cùng ăn với nhau Ăn xong anh đứng dậy nắm tay cô đi đến một nơi Nơi đây tầng thượng của nhà hàng Trang trí khá bắt mắt bằng những bông hoa rực rỡ sắc màu Thần đứng đối diện nhà y mở lời Nhà y nếu anh nói anh muốn lấy em làm vợ một lần nữa Em đồng ý không nhà y Nghe câu này trái tim cô đập rất nhanh Thực không ngờ anh nói ra câu này Tuy câu nói có phần không lãn mạn Như bao chàng trai khác Nhưng đây là câu nói phát ra từ chính miệng anh Là người cô yêu nhất Nghe em nào không thì sao Hả em dám nói không á Em nghĩ anh để em rời sang lần nữa à Đương nhiên là em dám Anh muốn lấy em lần nữa mà nói như thế á Chẳng có ai nói như anh cả cô giả vờ giận dỗi anh liền kéo cô ôm chặt trong lòng vợ anh xin lỗi mà em đồng ý lấy anh lần nữa chứ được em đồng ý một tháng trôi qua sắp đến ngày anh và cô đứng chung lễ đường lần nữa tuy chuẩn bị khá lâu nhưng vì ý cô nên rời thêm một tháng nữa hôm nay cô thức trễ không hiểu sao cơ thể mệt mỏi lại không muốn có ý thức dậy cô như con sâu lười cứ cuộn mình trong chăn dạo gần đây cô chỉ thích ngủ đêm ngày đều ngủ Đâm ra thần nghi ngờ có điều gì đó Bước xuống lầu Anh ngồi xuống ghế sofa bút nhẹ bụng cô Thần ngồi xuống cạnh cô Sao thế em Em đói quá Quay sang anh dù gương mặt đáng thương nhìn anh Rồi rồi ra bàn ăn nào Anh nhờ quả ra nấu món em thích Em đấy ngủ nướng ghê thật Ngủ tới chi giờ này rồi đói Em buồn ngủ mà Mà món em thích á Anh nhờ nấu món khác được không Không hiểu sao em thấy khó chịu với món đó quá Em bệnh à không hả? Chỉ là thấy khó chịu với các món thịt thế. Thần bất ngờ, chẳng phải triệu chứng của người mang thai à? Chẳng nghĩa cô... Lúc này điện thoại anh gieo lên, là một cuộc gọi quan trọng. Nghe xong, anh vội lên lầu thay đồ. Em ở nhà ngoan nhé, anh có việc ra ngoài. Anh nhất định về sớm với em. Ừ, anh cứ đi đi. Anh hôn nhẹ chán cô rồi đi. Cô thở dài, đứng dậy kiếm quản ra. Quản gia, đem chỗ thương ăn này cất đi với ạ. À? Con thấy khó chịu nên chắc không ăn. Được rồi, để tôi cất đi. Nhưng nhà y à, con đi khám đi. Theo tôi thấy con có triệu chứng của người mang thai. Ấy. Sao cơ ạ? À? à, vậy để con đi khám ạ. À. Cô tức tốc lên phòng lựa bộ đồ thoải mái. Chân mang đôi giày bệt. Bỗng dưng cô không muốn lái xe. Cô đành bắt taxi đến bệnh viện. Đi vào phòng bệnh, cô có chút lo. Nếu không phải có thai, chỉ là bệnh thì cô biết làm sao nhỉ? có thể mọi người chưa biết nhưng không phải là làm mẹ thất vọng ư chỉ còn cô và cô bác sĩ bác sĩ cười nhẹ mời cô nằm xuống giường để bác sĩ khám cho và quả như mong đợi cô mang thai hai tuần rưỡi xuất hiện triệu chứng buồn ngủ và khó chịu với mùi tanh biết tin này nhà y gật đầu cảm ơn bác sĩ trên đường về cô nghĩ cách báo tin này cho thần kể cả khi vào nhà cũng suy nghĩ mà không hề biết sự có mặt của ai đó em mới đi đâu về Giật mình cô thoát khỏi suy nghĩ của mình Đưa mắt nhìn người đối diện Tự dưng không biết nói gì Nói đi, em đi đâu về Em, em vào bệnh viện Vào bệnh viện làm gì Anh lo lắng muốn biết vì sao cô vào bệnh viện Nhưng cô im lặng Ngày càng gây nên sự lo lắng Anh đi đến chỗ cô nắm vai cô Em vào bệnh viện làm gì thế Em, em khám, khám thai Khám thai á Em, em mang thai 2 tuần rưỡi rồi Chưa kịp nói xong Anh ôm chặt cô trong lòng áp mặt cô vào lồng ngực ấm áp của anh em làm anh lo chết đi được đấy mang thai rồi từ nay không cần làm gì nữa kể cả việc công ty để anh lo nghe chưa chỉ việc ở nhà hưởng thụ thôi nhớ chưa nhưng nghe lời anh ngoan nào kể từ lúc thần biết cô mang thai thì anh cưng cô hơn trước rất nhiều đi làm trễ nhưng lại cố gắng về sớm với vợ chăm sóc vợ cứ từng ly từng tí một không để vợ buồn phiền hay rơi nước mắt điều này khiến cô vui lắm anh thay đổi ở phần làm chồng, đúng là cô không ngờ một ngày nào đó sẽ ở cạnh thần và được anh cưng chiều như vậy. Đôi bàn tay trắng trẻo đặt trên thành cầu thang, nhẹ nhàng cô bước xuống dưới tầng trệt, đôi môi mỉm cười. "Chào mọi người, sao mọi người lại đây thế?" "Ô nhà y con gái mẹ, từ từ thôi con." Mẹ cô nắm tay con gái rồi từ từ đỡ đi xuống. Ly cùng với Thành đi lại chỗ cô, ly vòng tay qua cổ cô ôm cô. Lâu rồi không gặp. Không ngờ nhận tin cậu mang thai Và có cả cậu sắp tổ chức lại đám cưới Sao lại không nói cho tớ nghe thế hả à? Ôm lại ly cô lên tiếng Xin lỗi nhá Chuyện đến đột ngột quá Cô không kịp báo cho cậu đấy Thực là xin lỗi cậu Trời đất Bạn tớ khác trước rồi Làm mẹ rồi ăn nói nhị nhàng thật Cậu cũng nên trở thành vợ người ta và làm mẹ đi Rồi sẽ hiểu cảm giác của tớ Ok, nghe lời cậu Nhưng mà chưa phải bây giờ Anh ơi, mau thực hiện lời hứa với em em chờ nghe chưa được rồi được rồi thành đi lại chỗ ly xoa đầu cô sau không nói gì chỉ bảo cô ngồi xuống nghỉ ngơi lúc này thần từ bên ngoài đi vào vừa đi làm về nhưng thấy cô đã hỏi han nhà y à em ăn uống gì chưa đấy cô gật đầu mỉm cười sau đó ngoan ngoãn cầm ly sữa vừa mang ra uống đúng giờ là cô ăn theo sự sắp xếp của anh vì cô biết tất cả anh làm vì lo cho cô công việc anh gánh vác hết kể cả những món ăn hay tất cả mọi việc liên quan chăm sóc cô anh cú gánh vậy cô chỉ có thể nghe lời anh hà cớ gì phải cãi chứ mọi người mỉm cười còn mẹ cô thì lên tiếng thôi thì không làm phiền hai con chúng ta về đây tạm biệt con gái yêu của mẹ sau khi mọi người rời khỏi đây thần nắm tay cô cùng lên phòng để cô ngồi trên giường anh lấy đồ đi tắm rửa sạch sẽ bên ngoài cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm nay Tuy không hề sáng nhưng mang vẻ mờ ảo Thực mới xinh đẹp động lòng người Bước từ nhà tắm ra ngoài Anh cầm khăn lo khô tóc Cô ngồi dậy tiến đến bên anh ôm anh từ phía sau Tranh mệt nhỏ Mấy nay anh làm việc khi em ngủ Thế nhưng vẫn để thời gian để chăm sóc em Anh còn lo hết chuyện công ty cho em nữa Mệt lắm đúng không Anh nắm lấy tay cô Không hề anh có mệt mỏi gì đâu Chăm sóc em đó là điều đương nhiên Thậm chí anh muốn chăm sóc em nhiều hơn như vậy nữa Em đang mang thai chắc chắn rất mệt Cho nên em đừng tự nghĩ gì nhiều đấy Được không nào Ừ em biết rồi Anh quay lại ôm thân hình bé nhỏ trong lòng Rồi hôn nhẹ lên trán cô Thêm một tháng nữa trôi qua Cô mới mang thai một tháng ba tuần Chỉ còn hai ngày nữa Đến ngày tổ chức hôn lễ của hai người Thời gian này cô ngủ cũng vô cùng nhiều Ngay ngủ đêm ngủ Tuy vậy nó làm cô thoải mái Cho nên anh cũng không nói gì cả nếu cô đang ngủ ai làm phiền giấc ngủ đó Sẽ ngay lập tức bị khiển trách Cưng vợ là vậy Tình cảm dành cho vợ càng lớn Chuẩn bị hết mọi thứ cho hôn lễ Từ thứ nhỏ nhặt nhất cũng phải thực kỹ càng Rõ là hôm nay sẽ dẫn cô thử váy cưới Nhưng bởi vì cô mệt Anh muốn cho cô ngủ đủ giấc Nên lại rời vào ngày mai Chỉ muốn thử sớm cho cô đỡ mệt Nhưng cô không ngồi dậy nổi Thì anh lại không nỡ Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô gái đang ngủ say anh vuốt vuốt tóc cô ra sau tai Thầm nghĩ cô gái này mới chỉ mang thai một tháng ba tuần mà đã thế này Nếu những ngày tháng sau này phải làm sao nhỉ Lo lắng như vậy Ai nhìn vào cũng biết hai người là gì của nhau Thầm nghĩ trong lòng Sẽ cho cô một đám cưới long trọng Ngày hôm sau Nhà y thức sớm hơn hôm qua Phải chăng do hôm qua cô ngủ một giấc sảng khoái Đặc biệt xuống nhà bếp nấu bữa sáng nhưng ý muốn bất thành vì có người nào đó đang bỏ bếp nấu nướng việc này khiến cô sốc người trong bếp không ai khác chính là thần người đừng mệnh danh con trai cưng của hàn gia anh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ hiện tại của cô thấy anh vào bếp lạ sao lại ngơ ngác như vậy thì đương nhiên em nhớ anh là con trai cưng hàn gia cứ tưởng anh chưa bao giờ đụng vào mấy việc này em xem thường chồng mình quá rồi đấy thần bưng đĩa thức ăn ra bàn sau đó kéo cô ngồi xuống ghế vỗ nhẹ vai cô Ăn thử xem tay nghề chồng em có tốt không nào Cầm đũa gắp miếng sườn xào chua ngọt Ăn thử và thực không ngờ ngon như thế Anh mỉm cười xoa đầu cô Ăn cho no Lát nữa đưa em đi thử váy cưới Ừ em biết rồi Ngoan ngoãn là vậy Ăn xong cô đi thay đồ để đi thử váy Không phấn son gì cả vì nó không tốt cho em bé Cô dọn đôi giày bệt màu trắng đi vào Hai người cùng đến một cửa hàng có danh tiếng Mở cửa ra, thấy hai bên xếp hàng chào đón khách. Thần nắm tay cô cùng đi vào trong gặp nhà thiết kế nổi tiếng, cũng là chủ của cửa hàng này. Dẫn cô vào bên trong chọn váy cưới. Một lúc sau cô bước ra với bộ váy cưới hở vai như lúc trước, tuy nhiên lần này họa tiết rất đẹp, không sắc sảo mà rất nhẹ nhàng, không quá lộng lẫy mà là dịu nhẹ. Kèm theo chiếc cài hình chiếc vương miệng trông rất giống nữ vương, nữ vương quyền lực. Thần à, được không anh? Ừm, rất đẹp. Nhà y cười rất tươi khác với lúc nãy. Lựa xong, cô và anh về nơi hai người, tiếp tục quan tâm nhau khiến người ta phải ghen tị. Tối nay cô không ngủ nổi, nghĩ ngợi về ngày mai ra sao, liệu cô có thể hoàn hảo để anh mất mặt không. Bao nhiêu chăn trở cứ làm cô động đậy. Anh thấy vậy ôm lấy cô. Sao thế, em không ngủ được à? Ừm, không ngủ được. Ngoan nào, đừng lo toan điều gì, chỉ cần em nhắm mắt và ngủ thôi. Mọi chuyện anh lo xong hết rồi mà. Không một lời hỏi tại sao vì hiểu được trong lòng cô như thế nào, hiểu cô nghĩ gì, cả hai đều chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng đến ngày cử hành hôn lễ, cô bận rộn chuẩn bị cho ngày long trọng, nào là trang điểm làm tóc rồi thay váy cưới. Hôm nay người nổi bật nhất chính là cô, Tần Nhã Y. Ly mở cửa vào ngắm nhìn cô bạn thân trong chiếc váy cưới. Nhìn thấy cô thì chỉ có thể trơ mắt bởi vì quá đẹp. Nhã Y ơi, Cậu đẹp chết người luôn đấy <laughs> Cảm ơn cậu Cười một cách tự nhiên Không hề để lộ vẻ ngoài hồi hộp lo lắng Hôm nay cậu đúng là cô gái đẹp nhất trần đời Rồi rồi cảm ơn cậu Nào đi thôi chuẩn bị rồi đấy Ly dẫn nhà y ra bên ngoài Đến chỗ ba cô đứng Để dẫn con gái đến với thần Ông cầm đôi bàn tay con Một lần nữa gả con mình cho người ta Tuy nhiên lại là cùng một người Tiếng nhạc vang lên hai người tiến lại gần hàn cung thần ông đưa tay cô cho anh dặn dò không được để con bé đau khổ ba tin ở con nghe gật đầu mỉm cười cha xứ đọc lời tuyên thệ cho hai người trước mặt họ cho họ được trở thành vợ chồng hai con chính thức trở thành vợ chồng của nhau anh nhìn cô cô nhìn anh cuối cùng em vẫn là của anh thì chuyện đó là đương nhiên anh ôm lấy cô chạm môi cô trước bao nhiêu người cùng tiếng vỗ tay vang lên cô được đưa về nhà nghỉ ngơi cô đang mang thai cũng không thể uống quá nhiều rượu buổi tối thần về đến nhà thấy cô chưa ngủ mà vẫn đang xem phim anh chạy lại tắt cái tivi đi làm gì thế em đang xem mà biết mấy giờ rồi không sao lại chưa chịu đi ngủ cho em xem đi sắp hết rồi mà nhưng thần nhất quyết bắt cô đi ngủ cô đành nghe lời mà đi ngủ chưa biết làm thế nào đây thần vào nhà tắm vệ sinh cá nhân khi bước ra thấy cô đã nằm ngủ yên rồi anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm cô Lẽ ra hôm nay đêm động phòng của hai người Nhưng vì để chuẩn bị hôn lễ Nên cũng rất mệt mỏi Anh quyết định tha cho cô đêm nay Thần thoát thời gian trôi qua 4 năm Chẳng bao giờ thời gian ngừng trôi Quy luật là như vậy Dù muốn níu kéo thì cũng không thể Bao nhiêu ngày trôi qua rồi nhỉ 4 năm trôi qua kể từ ngày nhà y mang thai Tại căn biệt thự lộng lẫy xa hoa Bé trai đang ngồi trên đùi người phụ nữ dịu dàng và được người phụ nữ hết mực cưng nựng yêu thương chẳng lẫn đi đâu được đứa bé trai đó là hàn dạ minh con trai của thần và nhà y cậu bé giống cha đến mức bất ngờ chỉ cần nhìn vào cũng biết con này duy nhất đôi mắt minh giống mẹ rất đẹp và hút hồn minh quay thân hình nhỏ nhắn của mình sang đôi tay ôm lấy người trước mặt mẹ ơi con đói được rồi mẹ lấy đồ ăn cho con Người phụ nữ dịu dàng chính là nhà y Hết sức cưng chiều yêu thương đứa con trai đáng yêu này Ngay khi vừa sinh minh Mọi tình cảm của mọi người dồn hết cho cậu bé Cậu bé khó khỉnh đáng yêu thông minh lắm Nhà y bước vào bếp chuẩn bị thức ăn cho con trai cưng Dạ dò con trai kỹ càng Không được đi lung tung cho dù trong nhà Cậu bé nghe lời mẹ Chứng tỏ là rất ngoan Nhưng thái độ thì hoàn toàn khác với bà Nhà y đi ra với tô cháo trên tay nên là do cô nấu riêng cho con trai cô thường con nhiều đến vậy cơ mà Minh à lại đây để mẹ cho con ăn vâng ạ à. mình nhanh chóng đi từng bước đến bên cô há miệng ra đút cho cô ăn mình hay nhõng nhẽo với mẹ nên khiến cho thần phải tức giận bởi lúc nào cô cũng bênh vực cho mình lúc này thần bước vào cô liền nói anh về rồi đi à hôm nay về sớm thế công ty không có việc nên anh về với hai mẹ con sớm chút nói xong anh lên phòng tắm rửa Buổi tối sau khi nhà y cho Minh ăn dọn dẹp mọi thứ cô lên phòng mình nghỉ ngơi Vừa đóng cửa phòng bị tên nào đó ôm chặt Vợ này tối nay bù đắp cho anh đấy Nói gì thế Bù đắp cái gì Em làm gì đắc tội đâu Có Tội của em quá cưng chiều Minh Mà quên mất cưng chiều chồng Trời đất ơi Anh chưa bỏ cái thói quen ghen với con nít à Con nít thì con nít Nhưng nó vẫn là con trai Cô cười khổ Nhưng chồng cô vẫn được cái là sợ mất cô Đến mức này thì có hơi quá nhỉ Cô nắm tay anh đang ôm mình Rồi tựa đầu vào người anh Chỉ đêm nay thôi đấy Đừng có dùng cái thói ghen tuông đấy Thằng bé là con chúng ta cơ mà Ừ anh biết rồi Họ bắt đầu chìm đắm vào trong tình yêu của mình Quên đi mọi thứ xung quanh Quên đi tất cả chỉ còn hai người bên nhau Anh chỉ muốn nói một điều trước nay chưa từng nói Có lẽ đó giờ em luôn biết anh sợ mất em Sợ em rời xa vòng tay anh mỗi tối luôn ôm em chỉ vì sợ nếu buông ra sáng mở mắt em biến mất nhưng em biết không em có thể biết anh yêu em có thể biết những điều cơ bản ấy nhưng có một điều em chưa bao giờ biết đó là lúc nào cũng muốn giữ em làm cho riêng mình không giao em cho ai không muốn em quan tâm ai chăm sóc một ai cũng là lý do vì do anh hay ghen thế mà cô vợ nhỏ của anh luôn biết cách đập tan cơn nóng giận của anh cảm ơn em anh yêu em bên cạnh anh mãi nhé Ôm cô vợ nhỏ trong lòng Ngắm nhìn cô vợ chìm vào giấc ngủ say Em khẽ cong môi cười Cảm ơn cuộc đời mang em đến với anh Em mãi là của anh Chúng ta mãi mãi không xa rời và các bạn thân mến, đến đây thì bộ truyện ngắn của chúng ta đã kết thúc rồi, quả là một happy ending đúng không ạ? À, các bạn có cảm nhận như thế nào? Chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Đừng quên là đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.